các yeah, cuộc thi mà đã dẫn chị vào chương trình uh, uh, management uh, chương trình service training của Nelson ha sau đấy thì chị cũng có thi một vài các cuộc thi như là ứng viên tài năng này uh, rồi um, chương trình ULIT của Unilever và sau đấy thì khi mà uh, chị cho về unilever thì chị cũng có mentor và làm chốt cho một số những cái cuộc thi về business hay competition uh, nên là chị hopefully là những cái uh, kinh nghiệm và trải nghiệm của chị thì có thể have uh, tụi em Phần nào đó trong câu chuyện là cracking business case cũng như là sharing tụi em uh, những cái khía cạnh khác để mà xíu nữa. Có cái phần Q&A phần cuối cùng ha. Thì tất cả những cái uh, lĩnh vực mà tụi em muốn hiểu, ví dụ như là từ business case hoặc những cái không liên quan nhưng mà nằm trong cái kinh nghiệm của chị thì tụi em cứ thoải mái hỏi để mà chị có thể sharing ha. Rồi, uh, thì chắc là để chị uh, share slide. Lúc nào uh, tụi em nhìn thấy thì tụi em uh, có thể uh, chat lên trên cái box dùng chị nha hoặc là bạn nào yeah, có I thể thấy slide rồi ạ ok rồi rồi Uh, ok, thì trước khi đi đến cái buổi uh, uh, sharing tiếp theo hôm nay thì chị có một số những cái disclaimer trước ha Thì đầu tiên là những cái sharing của chị thì nó sẽ based on cái chuyện là những cái insight và những cái trải nghiệm mà chị đã trải qua Tức là nó không phải là một cái câu trả lời chính xác uh, cho tụi em về chuyện là cái case này nên được giải như thế nào Và chính xác là những gì là những cái kỳ vọng của ban giám khảo ha Nên là uh, những cái này để tụi em có thể trách là relevant hoặc là helpful với tụi em ha cái thứ hai nữa là uh, không có video approach có nghĩa là mỗi người thì bởi vì nó là một cái insight nó rất là cá nhân từ cái trải nghiệm của chị nên là nó sẽ không phải phù hợp với tất cả mọi người thì mọi người hoàn toàn uh, gọi là uh, tự nghe và mọi người sẽ select mọi người sẽ chọn những cái insight mà mọi người cảm thấy là phù hợp nhất với mình và cái gì helpful thì mọi người có thể uh, take về để mọi người uh, cải thiện cái khả năng uh, giải business case rồi một cái nữa đấy là câu chuyện framework thì uh, thực ra là chị thấy uh, hồi chị uh, đi học uh, đại học mà chị tham gia các cuộc thi case đó, thì thực ra chị đọc đọc sách framework rất là nhiều và uh, sau này thì, thì khi mà đi làm chị nhận ra là framework thì nó sẽ chỉ là một cái công cụ thôi tức là tụi em có thể dựa vào đấy để tụi em uh, dẫn cái lối suy nghĩ của tụi em uh, cái cách mà tụi em phân tích đề bài nhưng mà nó sẽ không phải là một cái uh, giải pháp để cho tụi em uh, uh, gọi là Uh, list toàn bộ cái 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 case mà tụi em cần giải. Thế nên là khi mà trong cái lúc mà chị giải ấy, thì chị có chèn một số những cái framework thì nó chỉ là cái cách để mà chị um, gọi là sao nhỉ uh, cấu trúc hóa lại những cái suy nghĩ của chị thôi. Nên là tụi em cũng không cần phải quá là kiểu uh, quan trọng về chuyện là cần phải sử dụng framework này để giải một cái case nào đấy. Ha, uh, cái cuối cùng đấy là own your personal learning thì cái này chị muốn nói về câu chuyện đấy là uh, dù các em có học business business case thông qua bất cứ cái công cụ nào ví dụ như là network hay là đi học ở lớp hay là hôm nay join workshop này của chị thì chị cũng muốn là nó cũng giống như một cái uh, cái 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 cơ hội để mà mình có thể trao dồi thêm cái kiến thức về giải business case cho mình thôi chứ không phải là một cái gì đấy mà tụi em cần phải gọi là uh, gọi là tin gọi là uh, chọn tất cả những cái gì mà sharing của, của chị để mà tụi em tụi em bám theo và tụi em uh, triển khai cho tất cả những cái business cây sắp tới mà chị cũng muốn là tụi em nghe và có chọn lọc và tụi em uh, gọi là take ownership có nghĩa là uh, tự chủ với cả những cái quá trình những cái trải nghiệm những cái learning của mình uh, để mà tụi em uh, uh, phát triển theo cái cách mà tụi em uh, phù hợp nhất với mình ha rồi thì đấy là những cái disclaimer uh, và một cái point quan trọng nữa là bởi vì theo cái Uh, quy chế của cái cuộc thi hành trình kinh doanh là chị không được share đề nên là chị sẽ uh, nên là cái cái buổi hôm nay á thì chị sẽ chỉ có ba phần chính thôi cái phần đầu tiên đó là chị sẽ nói qua về câu chuyện là uh, problem solving và business case những cái căn bản về hai cái topic này cái thứ hai là chị đã feedback cho một cái bài uh, proposal mà chị đã chọn ở trong những cái bài mà được gửi về ha thì trong cái proposal feedback này thì chị sẽ gọi là chèn một số những cái dữ liệu mà chị cảm thấy liên quan để tụi em hiểu được là cái đề này nó cho những cái dữ liệu gì. Nhưng mà chị sẽ không show được toàn bộ đề uh, bởi vì là theo cái quy định của ban tổ chức ha. Rồi, uh, cái phần thứ ba là mình sẽ có Q&A. Thì lúc này thì như chị nói là chị cũng sẽ trả lời những câu hỏi mà chị thấy các bạn có gửi về. Ngoài ra thì tụi em có thể hỏi bất cứ những cái câu hỏi nào mà các em cảm thấy là liên quan đến cái chuyên môn và lĩnh vực của chị ha. Rồi, ok rồi thì mình sẽ đến cái phần đầu tiên về business case fundamental sao thì thực ra là nó uh, cái disclaimer là cái phần này thì chị sẽ sharing rất là ngắn gọn thôi bởi vì là nó thực ra là để mà tụi em master được business case thì tụi em sẽ cần rất là nhiều những cái kinh nghiệm rất nhiều cái kiến thức uh, cũng như là cái trải nghiệm của tụi em nên là hôm nay chị sẽ chỉ nói qua những cái rất là basic mà tụi em cần chú ý khi mà giải business case thôi ha rồi thì trước khi mà um, Uh, nói về business case á, thì không biết là bạn nào có biết cái cái framework này của McKinsey không nhưng mà chị trước khi đến business case thì chị muốn nói về câu chuyện là problem solving trước tức là giải quyết vấn đề thì chị muốn nói cái câu chuyện ở đây á là uh, giải business case ấy, thì nó sẽ chỉ là một trong những cái vấn đề mà tụi em sẽ phải giải quyết hàng ngày thôi tức là vấn đề nó có thể đến từ rất là nhiều ờ uh, khía cạnh khác nhau ví dụ như là từ mối quan hệ của tụi em từ vấn đề là tụi em đi học tụi em ở nhà sống với bố mẹ như thế nào uh, đó thì thực ra là nó nó là những cái vấn đề mà hàng ngày thì chúng ta luôn luôn phải giải quyết những vấn đề và business case nó sẽ cũng chỉ là một trong những cái phần đó thế nên là trước khi đến business case chị muốn hiểu chị muốn tụi em hiểu được là uh, bình thường thông thường khi mà giải quyết một vấn đề thì mình nên đi theo một cái flow như thế nào ha thì cái này nhìn thì nó có vẻ phức tạp ha Nhưng mà chị sẽ nói một cách dễ hiểu tụi em Thì đây là chị mượn cái framework của McKinsey uh, Chị thấy là một cái framework mà nó khá là hay Thì um, Để chị lấy cái pointer cho mấy đứa dễ hiểu ha uh, Rồi Thì đầu tiên đó, trước khi mà tụi em muốn giải quyết một vấn đề ấy, Tụi em phải xác định được kiểu vấn đề đúng Tức là Uh, cái chuyện mà tụi em xác định được một cái vấn đề đúng ấy nó sẽ quan trọng hơn là giải quyết được uh, là cái solution cái giải pháp của tụi em bởi vì nếu mà tụi em xác định cái vấn đề sai á thì chắc chắn là cái giải pháp của tụi em sẽ bị sai thế nên là cái chuyện là define problem có nghĩa là của mình thực ra là một cái rất là quan trọng thì làm thế nào để xác định một cái vấn đề đúng thì uh, thực ra nó có rất là nhiều tool để tụi em có thể uh, uh, xác định ha ví dụ như là why Uh, rồi là deep dive um, này nọ thì tụi em khi mà tụi em được giải quyết được cái uh, câu chuyện để ra xác định được vấn đề thì đến cái bước số 2 á, là tụi em sẽ phải structure lại cái vấn đề này structure lại có nghĩa là sao tức là khi mình hiểu một cái vấn đề thì mình thường sẽ tóm gọn lại bằng một câu đúng không nhưng mà structure có nghĩa là mình sẽ phải bẻ nhỏ nó ra thành những cái vấn đề nhỏ hơn nó giống như một cái sơ đồ hình cây á thì xíu nữa chị có thể sharing với tụi em cái sơ đồ hình cây đó nhưng mà nó giống như kiểu là tụi em đi học văn hồi cấp 3 mà nó nó là câu chuyện có uh, có cái mô hình diễn dịch cấp trong làm trong làm văn á thì nó giống như là khi mà tụi em có một cái vấn đề to thì tụi em trẻ nhỏ ra là những cái vấn đề nhỏ như thế nào thì tóm lại là khi mà mình bẻ nhỏ như vậy á thì mình sẽ sau đấy thì mình sẽ đến cái câu chuyện đấy là uh, xác định vấn đề nào là vấn đề quan trọng nhất tức là khi mình bẻ nhỏ cái cây ra thì mình sẽ nhìn được là trong những cái nhánh cây đó thì cái nhánh cây nào là nhánh cây mà nó ảnh hưởng uh, đến cái vấn đề của mình nhiều nhất ha rồi sau đấy khi mà tụi em xác định được là cái vấn đề nào là những cái vấn đề uh, cần ưu tiên và quan trọng nhất rồi thì tụi em sẽ bút đến câu chuyện đấy là conduct analysis tức là uh, mình nhìn những cái chứng cứ những cái dữ liệu trong đề bài để xem là uh, cái dữ liệu nào uh, nói lên câu chuyện đấy là những cái Um, gọi là một cái hint về mặt giải pháp cho mình á là cái nào mà mình sẽ proof được hoặc cái nào mình sẽ disprove được cái uh, cái cái giải pháp đó có đúng hay không. Rồi, sau đấy tụi em sẽ move đến câu chuyện là synthesize thai, uh, findings ha. Thì khi mà tụi em có những cái hint về mặt giải pháp này rồi thì tụi em sẽ tin về chuyện là so what. So what nghĩa là sao? Có nghĩa là uh, những cái giải pháp đó nó mang lại những cái Uh, implications gì, những cái action gì, những cái hành động gì cho client. tức là ở đây nó có có thể hiểu á, giống như chuyện là tụi em làm một cái bài thi case, tụi em ra một cái finding là, tự như là thị trường đang bão ở uh, thị trường trà sữa đang bão hòa chẳng hạn, thì nó chưa phải là một cái uh, cái issue nó 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 so what, so what có nghĩa là tụi em phải nói là thị trường uh, trà sữa ở Việt Nam hiện tại đang bão hòa, vậy nên á nó khiến cho global T trở nên rất là khó khăn trong chuyện là um, tìm được cái mức giá phù hợp để enter vào thị trường chẳng hạn. Thì tức là cái phần sâu so quát này nó khiến cho cái implication của mình nó cần phải gần gũi hơn, nó actionable hơn cho doanh nghiệp của mình. Rồi đó, thì đến cái phần cuối cùng đấy là tụi em sẽ develop được recommendation có nghĩa là think về một cái solution, một cái giải pháp. Thì, thì đó là một cái flow mà tụi mình sẽ đi để mà tụi mình Uh, luôn luôn nhớ là cái logic để mình giải quyết một cái business case hay là cái, cái những cái vấn đề xung quanh trong cuộc sống của mình như thế nào ha thì nãy chị có nói cái câu chuyện đó là uh, cái phần rất là quan trọng là tụi em phải xác định được vấn đề và um, structure được vấn đề có nghĩa là cơ cấu lại cái vấn đề đó bẻ nhỏ nó ra như thế nào thì mình sẽ có một cái um, một cái uh, gọi là gì nhở uh, principle một cái uh, kim chỉ nam để mà tụi mình khi break vấn đề á, nó tên là Missy uh, nếu mà bạn nào mà hay thích học về business case hoặc là có đọc qua về consulting ấy thì tụi em sẽ biết là MIC nó là một cái uh, principle nó rất là quan trọng ở trong chuyện là tụi em break được vấn đề. Thì MIC nó là viết tắt của mutually exclusive và collectively exhaustive. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà tụi em bẻ một cái vấn đề to sang những cái vấn đề nhỏ thì những cái vấn đề nhỏ đấy um, nó không được trùng với nhau. Và cái vấn đề to này Nó bao quát được Hai cái vấn đề nhỏ Hiểu không? Tức là ví dụ như uh, Bây giờ nó có một cái câu hỏi là uh, Tại sao cái uh, Doanh nghiệp uh, airline Máy bay này Cái um, doanh thu của nó lại bị Giảm 50 triệu trong vòng 2 năm qua Thì khi mà tụi em Bẻ nhỏ vấn đề ấy, nó sẽ có hai vấn đề chính Một là cái số lượng của những cái người Hành khách nó giảm đi Hai là cái uh, giá của cái Uh, giá vé của máy bay đó nó giảm xuống nó dẫn đến câu chuyện đấy là uh, cái doanh thu nó giảm đi đúng không thì misi có nghĩa là sao có nghĩa là một cái vấn đề to này nó bao trùm được hai cái vấn đề nhỏ và hai cái vấn đề nhỏ này nó không được liên quan hoặc nó trùng với nhau mà nó phải tách biệt hoàn toàn với nhau đó thì cái misi này nó là một cái rất là quan trọng để mà tụi em bẻ nhỏ được vấn đề ở trong cái bước thứ hai trong chuyện là structural problem đó thì cái uh, hai cái này là hai cái chị nghĩ là quan trọng nhất khi mà mình nghĩ về cái chuyện là uh, nên giải quyết một vấn đề như thế nào thì mình sẽ có một cái flow suy nghĩ nó như thế này thì uh, cái này nó sẽ là một cái gọi là uh, nền tảng để mà tụi em dẫn vào business case nó dễ uh, nó dễ hiểu hơn ha thì cái này tụi em cứ đọc và ngẫm nó không chỉ là trong chuyện business case mà ngẫm ở trong những cái công việc những cái vấn đề hàng ngày của cuộc sống của mình thì mình cũng thinh theo cái flow như vậy thì nó sẽ khiến cho cái suy nghĩ của mình nó được logic hơn rồi thì mình sẽ đi đến một cái gần gũi hơn là business case ha. thì uh, trong business case á, thì chị thấy có một cái framework mà nữa mà chị rất hay dùng để mình chị làm trong executive summary là cái phần mà mở đầu của đề bài tóm tắt lại cái đề bài á thì um, tóm tắt lại cái bài làm của mình thì nó là cái framework scqa uh, thì uh, trong business case á, chị nghĩ là nó sẽ thực ra là cái flow của bài của mình nó sẽ đi theo bốn cái chữ này ha đầu tiên thì là situation có nghĩa là cái um, cái hiện tại cái um, tình huống mà mình đang gặp phải uh, đang là cái gì của cái có thể là nó đến từ câu chuyện là thị trường nhé hoặc nó có đến thể đến từ câu chuyện là cái bản thân cái cái doanh nghiệp đấy đang có cái tình huống như thế nào rồi sau khi mình nói được câu chuyện về tình huống đấy mình sẽ đến cái câu chuyện là complication. Complication nó giống như một cái mâu thuẫn xảy ra khi mà trong cái tình huống đấy. Ví dụ như ở trong cái situation mình đang nói là thị trường um, thị trường trà sữa ở tại Việt Nam đang rất là uh, tiềm năng này. Nhưng mà đến phần complication nó sẽ là câu chuyện những cái mâu thuẫn ví dụ như là, tuy nhiên thì cái um, gọi là sao, cái cái cái, cái độ mật độ của thị trường nó rất là nó rất là nó rất là heavy, nó rất là gọi là rất là nhiều cái đối thủ đang cạnh tranh ở trong cái thị trường này và công ty Globalty của mình thì lại có một cái uh, tiềm năng gọi là cái resource về mặt tài chính nó rất là hạn hẹp hoặc là cái mức giá của mình đang là quá là cao đó thì nó sẽ đến cái câu chuyện mâu thuẫn. Đó thì sau đấy tụi em sẽ đến câu chuyện là question, có nghĩa là cái câu hỏi đặt ra là gì? Câu hỏi đặt ra là ví dụ như uh, thị trường đang uh, tiềm năng như vậy nhưng mà nó lại rất là cạnh tranh và cái tiềm lực về mặt uh, tài chính của Globalty đang không có tốt lắm. Thì cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để Globalty enter vào cái thị trường này uh, mà vẫn đảm bảo được cái lợi nhuận và cũng như doanh thu như kỳ vọng. Đó. Uh, sau đấy thì cái cuối cùng của mình là answer nó chính là cái bài làm của mình đúng không? Nó là cái uh, cái sự giải đáp cho cái vấn đề cái question ở bên trên. Ừ đó thì khi mà cái framework này thì nó sẽ rất là quan trọng khi mà tụi em uh, setting cái context có nghĩa là um, làm những cái phần executive summary um, tổng hợp để bài thì tụi em sẽ neo theo neo theo cái bốn cái chữ này ha rồi thì những cái elements ở trong cái case của mình á nó sẽ bao gồm những phần như thế nào thì đầu tiên là cái phần executive summary có nghĩa là cái phần tổng hợp để bài thì nãy chị có giới thiệu tụi em cái tool đó là sqa, á thì hầu hết là tất những cái cây chị làm thì chị đều nương theo cái um, cái tôn này để tổng hợp lại đề bài ha sau đấy thì mình sẽ đến phần key insight có nghĩa là um, những cái 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 vấn đề mà uh, cái vấn đề mà ở trong cái đề bài nó là gì thì cái này nó sẽ đến từ câu chuyện đấy là những cái dữ liệu trong đề bài tụi em sẽ rút ra được những cái insight gì ừ. sau đấy tụi em sẽ đến phần solution là khi mà mình đã biết được những cái vấn đề đấy rồi thì cái giải pháp của mình là gì thì um, thì đây hai cái phần mà insight và solution này là hai cái phần chính ở trong phần case ha thì đầu thì nó là uh, câu chuyện về vấn đề và vấn và câu chuyện về giải pháp ừ. rồi cái cuối uh, cái tiếp theo nữa là câu chuyện về impact risk và implementation nó giống như là câu chuyện đánh giá về uh, rủi ro rồi đánh giá về câu chuyện đấy là khi mà mình có những giải pháp như vậy rồi thì cái um, bẻ nhỏ ra những cái plan những cái kế hoạch của mình để mà uh, triển khai cái giải pháp đấy như thế nào và cái cuối cùng là summary ha summary thì uh, nó giống như cả một cái call to action um, và và tổng hợp lại những cái solution phía trên thôi đó thì uh, một cái flow trong một cái bài case presentation đó thì mình sẽ có những cái block như vậy và uh, và khi mà tụi em làm cái này á đặc biệt là phần 2 và phần 3 á, thì uh, như chị nói bên trên á là nó sẽ rất là quan trọng là tụi em nắm được cái logic về chuyện là giải quyết vấn đề như nãy chị có giới thiệu cái logic bảy bước của mckenzie tụi em mới đọc lại thì tụi mình sẽ khi đọc uh, dữ liệu á tụi mình sẽ biết được là xác định được vấn đề là gì tụi mình bẻ nhỏ được vấn đề rồi xem là cái vấn đề nào nó, nó là vấn đề mà mình cần ưu tiên nhất đó thì từ lúc đấy khi mà mình đi theo những cái flow như vậy á thì mình mình đọc bài nó cũng sẽ rất là logic ha rồi uh... Chị nói tiếp đến câu chuyện là những cái time of business case ha. Thì ở đây là có hai loại để làm um, cái case về mặt lợi nhuận và cái case về mặt uh, không liên quan đến lợi nhuận. Thực ra cái này nó không bao gồm tất cả những cái loại case mà tụi em có thể gặp ở trong các cuộc thi. Ví dụ như là hành trình kinh doanh năm nay thì chị nghĩ là, thực ra chị đọc đề mấy năm rồi thì hành trình kinh doanh nó là một cái đề nó khá là rộng và nó bao gồm rất là nhiều những cái uh, cầu khác nhau. Uh, và uh, dữ liệu nó cũng rất là nhiều nên là thực ra nó cũng sẽ không mặc dù nó sẽ vẫn thuộc vào trong những cái case như này nhưng mà cái cách mình tiếp cận cái case đấy nó cũng sẽ rất khác rất là nhiều so với những những cây cây khác ha thì có rất là nhiều case mà tụi em có thể nhìn thấy um, từ câu chuyện là tối ưu này hay là tối ưu hóa uh, doanh thu rồi uh, chỉnh giá rồi um, entry vào một cái uh, thị trường mới hoặc là M&A đó thì mỗi cái case như thế này thực ra là mình sẽ luôn luôn có những cái framework để mà mình triển khai cái case đó nên thì như chị nói ban đầu á, là framework thì nó sẽ không quá quan trọng nó chỉ là một cái công cụ để gai cái thinking cái suy nghĩ của tụi em thôi còn mỗi cái case này nó còn tùy thuộc vào cái um, cái câu hỏi chính của đề bài cũng như là cái dữ liệu mình được Uh, mình được cho thì mình sẽ thinh về cái chuyện đó để mình xem là mình nên triển khai cái bài này như thế nào thì xíu nữa chị sẽ uh, nói về câu chuyện là cái ví dụ về hành trình kinh doanh round hai và cái đề đó thì chị sẽ giải quyết như thế nào ha rồi một số những cái framework mà chị thấy nó cũng khá là uh, nổi tiếng à uh, nổi tiếng và hay dùng dễ dùng thì nó là ba cái này đầu tiên là cái câu chuyện là 3C model thì cái này chị thấy là hầu hết những cái đề uh, business case mình đều có uh, thể sử dụng cái case này à, cái model này ha thì um, 3C là tượng trưng cho cái gì là đầu tiên là competitor là um, đối thủ của mình ha thứ hai nữa là customer là những cái khách hàng đang sử dụng cái sản phẩm của mình và company là bản thân cái doanh nghiệp đó thì thường là hầu như đề nào even là cái đề hành chính doanh này nó sẽ bao gồm cả ba cái phần này. Thì khi mà tụi em phân tích được competitor và consumer là tụi em sẽ phân tích được về mặt thị trường, tiềm năng ra sao, rồi um, cạnh tranh như thế nào, mỗi cái uh, đối thủ đó thì họ sẽ có những cái Uh, unique selling point là những cái thế mạnh hoặc là những cái điểm yếu gì market share rồi uh, grow của nó ra sao, đó thì tụi em sẽ hiểu về thị trường. Còn company nó sẽ là bản thân cái tiềm lực của cái công ty đó. Thì khi mà mình phân tích được ba cái lens này lại với nhau ấy, thì mình sẽ đi ra được rất là nhiều những cái insight từ câu chuyện đấy là tụi em nên định vị um, trong cái thị trường đấy như thế nào, tụi em nên play về mức giá ra sao, hay là uh, cái cái tệp khách hàng của tụi em nên là những tệp khách hàng nào ha thì cái Tracy model này khi mà uh, sử dụng thì chị thấy nó cũng khá là phổ biến nên tụi em có thể tham khảo. Cái thứ hai nữa là câu chuyện về of metric thì of metric là một cái metric mà chị sẽ sử dụng ở trong cái đề hành trình kinh doanh lần này thì nó là cái um, cái metric mà nó sẽ sử dụng cho dạng đề là um, khi một cái doanh nghiệp muốn phát triển uh, bằng câu chuyện đấy là um, sử dụng hai cái lens chính là product có nghĩa là sản phẩm của họ hoặc là thị trường của họ đó thì mình sẽ có những cái action những cái hành động khác nhau ở trong những cái um, những cái đề bài đó thì ở đây nếu mà tụi em nhìn thấy nó là cái cột bên bên trái này có nghĩa là um, uh, cái hành động của tụi em ở trong cái thị trường đó và ở dưới này có nghĩa là về câu chuyện hành động của tụi em với cả cái sản phẩm của mình thì nếu giả sử như mà tụi em muốn uh, tiếp tục là phát triển cái sản phẩm của mình ở trong cái thị trường của mình thì nó gọi là drive penetration. Có nghĩa là tạo cái độ uh, thâm nhập cho ngành hàng của mình uh, cho cái sản phẩm của mình ở trong cái ngành hàng trong cái thị trường đó ha. Rồi tiếp theo đến câu chuyện là nếu mà tụi mình muốn uh, launch một cái sản phẩm mới ở trong cái thị trường hiện tại thì nó gọi là gì nó có nghĩa là phát triển cái sản phẩm mới. Đó. Rồi nếu mà giả sử tụi em muốn Um, launch cái sản phẩm mà mình đã launch ở cái thị trường khác sang một thị trường mới thì gọi là market development là phát triển thị trường ha còn cái câu chuyện là nếu mà tụi em muốn launch một cái sản phẩm mới ở trong một cái thị trường mới thì nó gọi là diversification thì nó sẽ phức tạp hơn khá là nhiều ha rồi cái cuối cùng đấy là câu chuyện bcg metric thì cái metric này nó sẽ sử dụng để mà tụi em um, uh, làm những cái chiến lược liên quan đến phát triển cái portfolio của sản phẩm portfolio là cái um, đó thì ví dụ như là khi mà tụi em có một cái list of sản phẩm rất là nhiều mà tụi em muốn biết xem là uh, mình nên làm gì với những cái sản phẩm đấy mình nên sắp xếp cái portfolio của sản phẩm như thế nào thì nó sẽ có một cái metric liên quan đến grow và share thì nếu mà tụi em nhìn thấy ở đây nó cũng khá là dễ hiểu thôi tức là nếu một cái sản phẩm ở trong portfolio của mình là um, là share cao này share lớn này đã có một cái nền tảng tốt trong thị trường và nó đang grow rất là tốt thì nó chính là rising star ha thì nó là một cái mà mình sẽ cần tiếp tục invest công ty sẽ cần ưu tiên nhất để sản để phát triển những cái sản phẩm ở trong cái mục star này ha nếu mà giả sử như là uh, nó có hai market share có nghĩa là nó đã một cái base người dùng rất là lớn nhưng mà nó không grow được thì mình sẽ uh, thì mình mình gọi nó là cash cows tức là một cái con bò mà nó có thể uh, vẫn sản xuất ra sữa nhưng mà nó sẽ càng ngày càng cạn kiệt dần ha đó thì đối với cao thì mình sẽ có những cái action khác kiểu dạng dụ như tụi em phải diversify nghĩ thêm variant mới ở trong cái line sản phẩm đó so on ha rồi câu chuyện là question mark thì có nghĩa là market share cũng thấp nhưng mà grow lại cao thì mình sẽ không biết được là nó tại sao nó là question mark có nghĩa là mình không biết là thật sự là nó có tiềm năng thật sự không hay là nó mới launch trên thị trường nó còn quá nhỏ nên là nó mới grow được tốt như vậy thì không biết là uh, trong thời gian tới thì nó có tiếp tục grow được tiếp hay không ha Uh, thì cái này mình sẽ phải tiếp tục watch out ha thì còn một cái portfolio cuối cùng đấy là share đã thấp rồi mà grow cũng thấp thì nó gọi là uh, cái quadrant của của docs thì đối với cả những cái sản phẩm ở trong cái phần docs này thì thường là mình sẽ có xu hướng là mình sẽ delete hoặc là mình sẽ um, cố gắng less parity ở trong cái investment portfolio của mình ha rồi thì đấy là những cái framework mà mình sẽ thường Uh, sử dụng ở trong business case thì trong cái bài này thì chị sẽ sử dụng hai cái uh, uh, case à, cái matrix chính đấy là Ansoff matrix và BCG matrix thì chị sẽ share với tụi em kỹ hơn ha rồi uh, có một số những câu hỏi mà ngoài câu chuyện là framework rồi cách làm như thế nào mà chị cũng thấy mọi người hỏi khá là nhiều về chuyện là um, đối với những cái đề mà kiểu nhiều cái lĩnh vực cần có như thế này thì cái team của mình nó sẽ nên được structure như thế nào nó nên được form bởi những bạn nào và mình nên có những cái thành phần nào ở trong team á? thì thực ra là chị nghĩ um, nó sẽ luôn luôn là nên có bốn cái thành phần chính ở trong team. thứ nhất là về mặt um, solution thì có nghĩa là luôn luôn có những bạn mà tập trung về mặt giải pháp. ví dụ như là cái case mà tụi em nói với câu chuyện là đi thi case về mặt supply chain hay marketing này nọ kia thì sẽ tìm một cái bạn mà hãy hay làm những cái campaign trên thị trường, có những cái creative thinking để mình có có nhiều cái idea về mặt giải pháp hơn. Thứ hai nữa là insight, có nghĩa là những cái bạn mà chuyên, uh, ví dụ như là biết trích xuất dữ liệu này, hay biết đọc dữ liệu này, hoặc là tìm được những cái key insight, ví dụ như là những bạn là như chị uh, có nhiều insight về mặt thị trường, um, biết cách để ví dụ như là um, mình mà mà khó khăn không tìm được cái insight về mặt uh, người tiêu dùng thì mình sẽ um, tìm một vài cái phương pháp mình phỏng vấn họ chẳng hạn, đó thì thì hai cái bạn này là hai cái bạn mà chính là trong cái team nào cũng nên có dù nó là case ở cái uh, loại nào đi chăng nữa ha uh, tiếp đến những cái thành phần còn lại ở trong team ấy, thì chị nghĩ nó sẽ nó sẽ optional dựa trên cái um, cái loại case đó thì uh, đến mà nói về marketing case thì chính là chắc chắn là phải có bạn một bạn làm riêng về marketing um, và cuối cùng đấy là câu chuyện về financial tài chính hoặc là nhân sự thì trong cái uh, trong cái case mà thường liên quan đến uh, khá là đặc thù ha thì cần những cái bạn mà có chuyên môn về HR còn financial chỉ nghĩa là hầu như cái case nào cũng sẽ cần um, tức là những cái case mà không phải đặc thù quá liên quan đến những ngành nghề khác cái case chung chung á, thì vẫn cần một bạn có kiến thức về mặt finance thì chính là đây là một tố mà uh, cần có khi mà tụi em tinh về chuyện là form team ha thì ngoài ra là có những cái bạn cũng như là phải cam thêm những cái role khác như là slide master có nghĩa là làm được slide uh, hoặc là những người manage time là time manager thì thường là lead của cái team đó ha thì đây là những cái bạn mà sẽ optional hoặc là sẽ là bốn bạn này nhưng mà come thêm những cái role bên dưới này thì uh, cái này nó không phải là không quan trọng nha nó sẽ nó cũng rất là quan trọng nhưng mà chị nghĩ là nó không cần phải một cái bạn dedicated một bạn cực kỳ gọi là uh, được mời vào team để làm những cái role này only thì nó thường là sẽ là combine vào những cái role này đó rồi Ờ, cái câu chuyện cuối cùng về chuyện là những cái tips mà chị nghĩ là nó sẽ um, helpful cho à tụi em khi mà tụi em muốn win một cái case competition thì ở đây có 9 cái form mà chị muốn make ha hơi nhiều um, thì cái, cái cái part đầu tiên ha là câu chuyện là everyone should be aligned at all times có nghĩa là sao có nghĩa là tất cả mọi người đều phải cùng hướng về một cái mục tiêu và biết được là cái người còn lại đang làm gì tức là sẽ rất dễ là rơi vào cái tình trạng đấy là khi mà mình uh, um, quản lý thời gian không có tốt và làm một cái thay giờ rất là trong thời gian ngắn chẳng hạn mà tất cả mọi người đều đã không biết là uh, mình đang đang triển khai cái đề này như thế nào, bạn nào đang làm gì á thì rất là dễ làm có một bạn đang làm một cái việc mà uh, không giống như cái kỳ vọng của bạn lead team hoặc là những cái bạn khác chẳng hạn. Đó thì uh, nó sẽ rất là tốn thời gian cho tụi em và cũng như là nó sẽ không đạt được hiệu quả về mặt thời gian. Ha, cái thứ hai nữa là có những cái về mặt Conflict chắc chắn là sẽ xảy ra Bởi vì là mỗi bạn thì sẽ có một cái chuyên môn khác nhau Thì tụi em cũng phải tin trước về câu chuyện đấy là Khi mà có conflict ở trong team Hoặc làm việc nhóm Thì mình nên giải quyết như thế nào Thì thấy là Ở trong cái những cái experience của chị Thì thường là nếu mà có một cái conflict Xảy ra Thì thường là uh, Thực ra bạn nào cũng có cái lý của bạn đấy Chứ không phải là totally là bạn Có một bạn sai, một bạn đúng Nên là khi mà gặp conflict Thì chị nghĩ là stress là tụi em uh, Dành ra là mỗi bạn 5 phút cho các bạn debate về cái quan điểm đấy của bạn ý Và sau đấy team cùng ngồi lại coi xem là cái uh, Cái point của bạn nào đang gọi là đúng nhất ha Thì mình sẽ vote là đi theo cái cái phương hướng đó Chứ tránh cái tình trạng để là một bạn cảm thấy là không có um, Cảm ơn thuyết phục về cái định hướng chung của nhóm Thì nó cũng sẽ rất là tốn thời gian là bạn đấy cũng sẽ không toàn tâm toàn ý với cả cái case của mình uh, Cái thứ ba nữa là câu chuyện về practice, practice, practice Thì cái này... Uh, nó không, nó không mới nhưng mà nó cũng rất là quan trọng ờ, tại vì chị thấy là thực ra thì um, Case sự ra quanh đi quẩn lại nó cũng sẽ có những cái norms có nghĩa là có những cái um, những cái điểm chung với nhau ấy khi mà tụi em practice đủ nhiều á ví dụ như là từ khoảng uh, case thứ 50 đổ lên chẳng hạn thì tụi em sẽ rất là biết được là cái những cái điểm chung đấy như thế nào và khi gặp một cái case mới tụi em sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ với nó um, ha rồi uh, câu chuyện thứ tư là "Have fun and allow for creative brainstorming". thì uh, nói chung chị cảm thấy là khi các bạn thi business case gì đặc biệt là những cái case mà nó rush á, thì nó sẽ rất là căng thẳng nhưng mà chị nghĩ là để mà mình đạt được một cái chất lượng tốt đó là uh, team phải cùng enjoy, cùng hoạt động và cùng cho những cái ý tưởng mới nó được Um, sinh ra ở trong team tức là bạn nào mà có ý tưởng mới thì các bạn ấy cứ thoải mái đây các bạn đi sharing mình luôn luôn là tiếp nhận những cái ý kiến đó để mình 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 làm cho cái bài mình tốt hơn ha rồi câu chuyện thứ năm đấy là don't boy the ocean thì nếu mà tụi em biết cái rule về mặt Pareto um, đúng không nhỉ ờ, thì có cái rule tám trăm tám mươi hai mươi có nghĩa là tám mươi phần trăm kết quả của tụi em là đến từ hai mươi phần trăm cái cái nỗ lực á thì túm lại là khi mà đọc đề bài ví dụ như cái đề bài của hành chính kinh doanh là bốn mấy trang thì tụi em phải biết là 20% phần trăm thì trong cái bài đấy chị nhớ là khoảng chỉ có khoảng 10 15 slide là nó quan trọng đến việc giải quyết đề bài thôi còn còn 25 slide còn lại thì nó cũng uh, khá là mươi uh, 25 slide còn còn lại thì nó khá là kiểu chỉ là thông tin ad in ấy. thì tụi em phải biết là những cái nào tụi em cần prioritize ha. Rồi, um, Tiếp theo nữa là be afraid to make assumption Thì cái này uh, cái này chị nghĩ là một cái khá là mới khi mà chị mới khi mà chị bắt đầu những cái case mới từ hồi sinh viên á. Chị luôn luôn nghĩ là chị nên đi từ câu chuyện là dữ liệu như thế nào mình phân tích xong mình mới nói câu chuyện đó là mình kết luận. Nhưng mà thực ra khi mà tụi em làm những cái case đời thường á um, ở trong doanh nghiệp á thì mình không phải lúc nào cũng có đủ dự kiện hoặc mình có đủ thời gian để phân tích tất cả những cái dữ liệu mình có. Nên là cái assumption á nó rất là quan trọng um, Thì thực ra là Cái này chị muốn nói về cái point đấy là Thực ra có hai cách để mà tụi em giải biết những case Một là hypothesis driven Có nghĩa là khi đọc một cái đề bài Là tụi em phải có hypothesis liền Tụi em chưa chăm vào đây tờ vội Tụi em có hypothesis liền và tụi em sẽ uh, Bắt đầu mới đi xuống Tìm xem là những cái tờ nó support Hoặc là nó không support cho cái Cái hypothesis, cái giả định của tụi em Ha. còn cái loại thứ hai ấy, cái cách approach thứ hai ấy, có nghĩa là tụi em phải đọc tất cả những cái đây tờ ở trong đề bài rồi tụi em mới mới khẳng định được là cái um, cái dữ liệu cái insight để nó nói cái gì đó thực ra là có hai cách để mình approach thì thực ra là dù ở cách nào á chị nghĩ là cái chuyện là tụi em có những cái hypothesis hoặc những cái assumption ấy, nó cũng sẽ nó cũng sẽ là một cái cách approach rất là hay và nó tiết kiệm và nó hiệu quả ha nên là bạn nào có assumption gì thì thì các bạn cứ thoải mái để mà creative để 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 nói và mình sẽ mình sẽ đi tìm những cái dữ liệu để mình support cho cái uh, assumption của mình xem là nó đúng hay sai ha rồi câu chuyện thứ bảy là đấy là make a compelling story thực ra cái này là cái cái rất là nghe thì nó khá là kiểu um, không có quá quan trọng với tụi em nhưng mà thật sự khi mà tụi em làm business đó thì cái compelling story hoặc là bản thân cái người chấm á, họ cũng họ cũng rất là quan tâm đến cái câu chuyện là story nó có logical hay không nó có thuyết phục hay không và nó có đúng với những cái kỳ vọng của cái ban giám khảo của mình hay không. Thì chị thấy hầu hết những cái case và cái sơ chị thấy là win á thì hầu hết là các bạn nói được một cái story có nghĩa là những cái slide nó rất là link với nhau và nó không phải là những cái uh, triển khai theo cái bài theo kiểu là um, uh, competition rồi consumer rồi company mà nó sẽ là một cái story các bạn ấy build theo những cái point mà tụi, các bạn ấy đã make và nó rất là logic, nó rất là thuyết phục. Đó thì cái story thực ra là một cái rất là quan trọng ha thì đừng có quên rồi cái câu chuyện ở 8 là remember your audience cái này cũng rất là quan trọng trong các cuộc thi ha thì uh, chị thấy là hầu hết là các bạn làm thì các bạn sẽ quan tâm đến câu chuyện là các bạn muốn nói cái gì nhưng mà thật sự nó quan trọng hơn là người nghe muốn nghe cái gì thì đúng hơn ha thì tụi em phải biết là cái audience cái uh, cái ban giám khảo của tụi em á, họ là người những background như thế nào họ expect những cái gì hoặc là những cái đề bài này nó có những cái tiêu chí cần những cái gì thì tụi em phải biến cái bài làm của tụi em đấy nó 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 phục vụ cho cái quan điểm và cũng như là cái yêu cầu của đề bài cũng như là cái ban giám khảo đấy nhiều hơn ha thì chị vẫn nhớ là ngày xưa chị đi thi uh, bạn chị có đi thi một cuộc thi case về HSBC ha thì um, thực ra là bài làm của bạn thì rất là được khen rất là nhiều nhưng mà cái ban giám khảo lúc đó thì uh, họ có những cái view về mặt uh, finance vì họ đến từ những cái uh, ngân hàng ha thì họ có những cái view về mặt finance rất là specific thì trong cái bài đấy của của bạn chị là không có mention gì hết liên quan đến những cái lĩnh vực đó thế nên là in the end thì cuối cùng bạn cũng không có um, có nhiều cái gọi là um, win winning, winning ở trong cái cuộc thi đó nhưng mà chị muốn nói một điều đấy là tụi em cần phải biết là cái audience của tụi em là ai và họ muốn nghe cái gì ha rồi cái cuối cùng đấy là have the winning criteria in mind có nghĩa là để mà win cái cuộc thi này thì uh, ok thì nó sẽ cần những cái tiêu chí gì thì nó sẽ phụ thuộc vào câu chuyện là audience của tụi em là ai và cũng như là cái đề thì nó đang yêu cầu những cái gì thì khi mà mình biết là những cái winning criteria như vậy rồi thì mình mới biết là cái bài của mình nên bám theo những cái point nào và nó đã phản ánh đúng những cái um, tiêu chí với mặt uh, winning trong cuộc thi hay chưa rồi no. thì đấy là những cái tips mà chính là nó sẽ khá là hết phương tụi em khi mà tụi em muốn win những cái case competition ha rồi no. ok thì uh, tiếp theo là chị sẽ đến luôn cái phần proposal feedback thì um, thì đầu tiên là chị cũng sẽ không có share hết tất cả những cái đề này nhưng mà chị sẽ nói với tụi em trước là uh, đi qua trước cái yêu cầu chung của đề bài ha. Rồi thì uh, cái đề bài này nó không phải là một cái cái câu hỏi trực tiếp mà nó sẽ là diễn ra từ những cái email của của ông CEO trong Global thi này đến doanh nghiệp của ông ý ha thì mình sẽ đọc từ đầu ha. Rồi Uh, thì um, nói câu chuyện đấy là bây giờ bạn đi đang uh, mình chúng ta đang ở trong một cái team mà quản lý Global Tea là cái công ty uh, mà uh, mà đang gọi là công ty chính trong đề bài đó. Nó được um, thành lập trong 50 năm năm trước và cái vision của nó là muốn trở thành một cái top leader uh, về câu chuyện đấy là có những cái sản phẩm um, đồ uống tốt cho sức khỏe. Đó, thì bây giờ cái ông Scott Lang là ông CEO của cái Uh, công ty này đang nói là muốn sẽ mở một cái um, chuỗi uh, trà sữa lớn ở tại Việt Nam ha. rồi thì đó ở dưới này ông có nói câu chuyện đấy là ông ấy sẽ muốn mở là chuỗi 50 mươi cửa hàng trà sữa thì đối với mình nó không chỉ là một cái câu chuyện đấy là expand có nghĩa là uh, mở rộng thị trường sang này mà ông mình nghĩ đây cũng là một cái cơ hội để mà mình um, làm cái cách mà mình um, phục vụ cái người khách hàng của mình, đặc biệt là cái nhóm mà ông nói là gì, là trẻ này, rồi là những cái nhóm mà rất là yêu công nghệ, ví dụ như là Gen Z hoặc Gen Alpha rồi và ông nói là xuyên suốt ở trong cái uh, kế hoạch này thì nó chính là sự um, support, sự hỗ trợ của Gen AI và ông ấy muốn nói câu chuyện đấy là Gen AI thì sẽ tạo được ra những cái trải nghiệm khách hàng nó rất là cá nhân hóa này, nó sẽ rất là xuyên suốt từ cái câu chuyện đấy là ở trong uh, in store nó sẽ có những cái đặc nó sẽ có những cái uh, đặc điểm như thế nào hoặc là ông sẽ tạo những cái mobile app mà nó rất là kiểu um, cutting edge tức là uh, gọi là gì đột phá à đó thì có rất là nhiều cái cách mà ông ấy nghĩ là Gen AI sẽ hết để mà tạo ra những cái trải nghiệm khách hàng nó phù hợp hơn với cái nhóm người Gen Z và Gen Alpha này rồi vậy thì cái key question có nghĩa là cái câu hỏi chính của ông ấy là có bốn cái câu hỏi ha đầu tiên là ông nói là bây giờ tôi chỉ có 50 triệu thôi, 50 triệu đô. Uh, từ cái câu chuyện đấy là tụi em phải um, để làm ra để integrate cái AI ở trong cái operation của mình. Rồi câu chuyện là marketing như thế nào, rồi train những cái người start như thế nào để mà mình ensure, mình đảm bảo được là trong vòng short term thì mình sẽ có um, có lợi nhuận và cũng như là về mặt long term có nghĩa là dài hạn thì mình sẽ có những cái gọi là đột phá về mặt công nghệ trên thị trường đó thì đầu tiên đó là câu chuyện về allocate lại 50 cái triệu đô này như thế nào rồi câu, câu hỏi thứ hai của ông là uh, cái gen ai này thì nó sẽ uh, nâng cao và cải thiện được cái cách mà cái hiệu suất hoạt động cũng như là cái trải nghiệm khách hàng nó như thế nào và làm thế nào để mình có thể uh, measure có nghĩa là coi được xem là những cái ảnh hưởng của cái ai lên những cái ghế cạnh này như thế nào thì mình đo đạc nó như thế nào ha rồi câu hỏi thứ ba nữa là làm thế nào để mình thu hút và cũng như là giữ chân lại những cái bạn uh, talent là những cái bạn nhân sự rất là tiềm năng mà họ họ giỏi về công nghệ đó còn đối với cả những những cái người mà hiện tại là là sắp hiện tại á, thì làm thế nào để họ được train họ được đào tạo và họ được motivated có nghĩa là họ được um, thúc đẩy um, truyền cảm hứng để mà họ có thể Uh, thích nghi với các cái môi trường mà AI rồi cái câu uh, cái câu hỏi thứ tư á, là câu chuyện về làm thế nào để mình tạo ra một cái trải nghiệm omni channel nó xuyên suốt uh, trong tất cả những cái kênh ví dụ như là digital uh, social media hoặc là những cái ở trên trong in store đó để mình để mình uh, gọi là tiếp cận để cái nhóm gen Z và gen alpha một cách rất là uh, triệt để ha rồi thì cái omni channel này tụi em uh, có thể hiểu nó giống như là một cái mix giữa offline và online á thì nó gọi là omni thì làm ra để mà mình đó tạo ra một cái trải nghiệm omni nó rất là xuyên suốt rồi thì uh, khi mà mình đọc cái đề này á mình sẽ thấy là uh, nó túm lại á, nó sẽ chỉ có chị tóm tắt lại bên này ha thì nó sẽ có bốn cái point chính đầu tiên là tụi em phải có cái plan về mặt bắt chịt làm nào để mà mình uh, phân gọi là phân bổ triệu này ra cho tất cả những khía cạnh từ AI đến operation đến marketing hết Ha. thứ hai nữa là câu chuyện về AI impact mình đo mình đo được mình đo đạt như thế nào và những cách mà các bạn mình có thể cải thiện là gì rồi, cái thứ ba là câu chuyện đến HA thế nào để mà kiểu um, khi mà mình mình gọi là integrate AI uh, AI vô á thì làm nào để mà mình attract và retain những cái bạn talent này rồi câu chuyện cuối cùng là câu chuyện đến trải nghiệm ha thì thực ra là bốn cái câu hỏi này thì các tụi em sẽ cảm thấy nó rất là rộng nó sẽ bao gồm từ câu chuyện là finance Uh, đến câu chuyện strategy, uh, operation này, rồi đến chuyện là nhân sự, rồi đến chuyện là uh, tạo cái trải nghiệm đó, thì cái đề này thực ra tụi em sẽ thấy là um, nó chính là cái đề về câu chuyện là um, gọi là growth tăng trưởng cho doanh nghiệp và nó đến từ một câu chuyện nó đến từ rất là nhiều khía cạnh mà yêu cầu đề bài là phải đến từ rất là nhiều những cái chuyên môn khác nhau ha, thì tụi em phải xác định được là trong bốn cái câu hỏi này thì cái câu hỏi nào là cái câu hỏi chính thì đối với chị ha Thì cái câu hỏi chính của cái đề bài này Nó chính là uh, Cái chuyện là làm thế nào để mình allocate Được 50 triệu này um, Từ câu chuyện là Lắp đặt AI, Operation, Marketing và HR Để uh, Phục vụ cho cái vision của ông ấy Đấy là trở thành gọi là Top world leader về mặt um, Đồ uống, chăm sóc sức khỏe Đó uh, Và uh, phải làm cái câu chuyện đấy là Mình sẽ re-engage được cái Uh, trải nghiệm của mình đối với cả những cái khách hàng của mình Đặc biệt là Gen Z và Gen Alpha Đó thì cái final goal của mình chỉ nghĩ là Nó là quan trọng nhất là cái budget plan này uh, Sau đấy thì nó sẽ đến câu chuyện Đấy là cái câu chuyện AI ấy, Thì nó sẽ chỉ là enabler thôi Có nghĩa là nó là một cái hỗ trợ xuyên suốt Thông qua cái plan của mình uh, Thì mình sẽ thấy là AI nó improve được Những cái điểm gì Rồi cái cuối cùng đấy là câu chuyện HA và Omnichannel Chỉ nghĩ nó là những cái deliverable Có nghĩa là để mà tụi em đạt được cái goal Về chuyện là Expansion này có những cái budget plan này thì um, thì tụi mình sẽ phải có những cái HR strategy và Omni channel experience. Nó là những cái bẻ nhỏ ra từ cái final goal này. Ha. Nhưng mà overall á bốn câu hỏi này của ông ý á nó sẽ chưa phải là tất cả những thứ mà mình cần phải làm ở trong cái đề này mà nó sẽ là phần what thôi. À, nó sẽ là phần how thôi. Còn cái phần what á tức là trước khi mà tụi em đến được những cái budget plan AI rồi HR rồi Omni channel này á thì tụi em phải giải được cái câu chuyện là what, what có nghĩa là một cái master market entry strategy cho global T này thì thì mình triển khai cái what này như thế nào ha thì uh, chị sẽ share qua một số những cái um, trước hết là những cái data mà đề bài cho ha thì đầu tiên là sẽ có những cái um, gọi là core value giá trị rồi mission vision của công ty này đó cái sheet hai nó sẽ nói câu chuyện về Uh, current product portfolio có nghĩa là hiện tại portfolio thì nó có những cái sản phẩm gì rồi nó có rất là nhiều thông tin về chuyện là um, nó có những cái thành phần như thế nào, rồi positioning của nó là gì, cái uh, hiện tại tăng trưởng của nó như thế nào và những cái chỉ số liên quan đến tài chính của cái current product portfolio này. Rồi câu chuyện thứ ba nữa là current product portfolio và nó cũng phân tích bởi những cái kênh bán hàng khác nhau thì lợi nhuận từng kênh như thế nào. Rồi, sheet 4 là câu chuyện là những cái menu về multi, về sản phẩm sắp mà mình cần launch á. Thì nó là những cái sản phẩm gì? Um, rồi target, những cái người khách hàng là ai? Rồi cái positioning như thế nào? Còn cái sheet thứ năm nó sẽ cho thêm về những cái financial projection là từ năm 2024 đến 2026. Thì cái um, cái doanh nghiệp này á, nó sẽ đạt được doanh thu bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu và những cái detail KPI hơn về mặt finance. Rồi sheet thứ sáu nó cho thêm về compare landscape là mình sẽ coi được thêm ví dụ như là uh, có bao nhiêu con bê tử ở trong cái thị trường này, share của họ như thế nào, revenue ra sao, rồi uh, định vị như thế nào, đó những cái chỉ số liên quan đến tài chính cũng như là cái plan sắp tới của họ. Rồi, cái sheet thứ bảy là mình sẽ có những cái um, về mặt uh, sticky CD là trong nó sẽ cho rất là nhiều những cái City của mình, ví dụ như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng thì nó sẽ giới thiệu là Mỗi cái city này thì nó sẽ có những đặc điểm gì Những cái người sống ở những cái city đấy ra làm sao Rồi họ mức mức chi trả của họ như thế nào Và cũng như là từng cái competitor ở trong cái Ở trong cái công ty này á uh, Sorry, ở trong những cái thành phố này nó như thế nào Rồi cái sheet thứ 8 thì đến uh, khoảng tầm hơn 20 trang ha Thì mình sẽ nói về câu chuyện là có rất là nhiều những cái đoạn trích Là những cái lời chia sẻ của những cái speaker này những cái speaker rất là nổi tiếng ở trong uh, lĩnh vực Gen AI cũng như là lĩnh vực F&B ở tại Việt Nam là Gen AI có thể làm gì uh, cho cái chuyện làm uh, cho business của mình những cái ứng dụng của nó đó thì uh, thì đấy là overall với những cái đề bài của mình đó thì chị nhắc lại ha thì cái đề cho câu chuyện là uh, market entry vào um, vào ngành hàng là multi trà sữa bốn câu hỏi chính của nó là đầu tiên là có matrix budget plan phân bổ lại à, mình có plan về mặt tài chính như thế nào cross các lĩnh vực rồi uh, làm thế nào để mình có thể integrate AI vào trong cái quá trình này rồi và mình sẽ cần phải review thêm những cái câu chuyện là chiến lược về mặt nhân sự cũng như là uh, những cái chiến lược về mặt tạo uh, tạo dựng những cái trải nghiệm khách hàng về mặt omnichannel ha rồi nó cho thêm những cái sheet data về mặt company portfolio như thế nào rồi menu về mặt uh, trà sữa ra làm sao những cái chỉ số về mặt tài chính um, như thế nào rồi cũng coi cái landscape về mặt thị trường cạnh tranh rồi uh, câu chuyện về những cái thành phố mà uh, mà bạn có thể expand ha và cái cuối cùng là những cái sharing về mặt gọi là application những cái ứng dụng của gen ai và trong business rồi thì đây là hai cái sheet mà chị nói về câu chuyện đề bài thì chắc là chị dừng ở đây để xem là các bạn có câu hỏi Thứ nhất là câu hỏi các bạn có cảm thấy clear không? Um, có cảm thấy hiểu cái đề bài này không? Cái thứ hai nếu mà các bạn hiểu rồi á Thì có thể bạn nào mà kiểu đang nghe và muốn uh, Nói lên những cái quan điểm của mình là đối với cái đề mà có những cái dự kiện như vậy Thì các bạn sẽ muốn triển khai cái đề này theo cái hướng như nào? ha Thì bây giờ các bạn có thể chat lên cái chat box hoặc là mình có thể mở mic mở cam lên mình mình share ha ok đầu tiên là chị muốn hỏi là các bạn có hiểu không đã ờ, rồi sẽ nói đến câu chuyện đấy là nếu các bạn hiểu thì các bạn có sharing gì không à? Ừ, có một bạn hỏi là lúc nào mình cũng nên define một cô chính thôi đúng không ạ? À? Em cũng gặp nhiều đề phải trả lời nhiều câu hỏi nhưng struggle ở trong việc chọn đâu là cô chính ạ Uh, thực ra chị nghĩ sẽ luôn luôn có một cái goal chính của đề bài nhá um, nó sẽ là một cái master goal luôn và tụi em phải xác định được cái đấy rất là rõ ràng đó ngoài ra thì tụi em uh, cần bẻ nhỏ với những cái goal nó cần thêm những cái điểm này điểm kia thì ok nó là những cái add in nhưng mà chắc chắn là khi mình làm xong một cái deck mình sẽ phải nắm được là đề bài cái bài làm của mình á nó có trả lời được cái câu hỏi chính đấy không ờ oh, thì câu trả lời của chị cho cái câu hỏi của em là yes mình nên xác định cái goal chính của đề bài rồi các chị hỏi là mấy đứa có hiểu cái đề thì không Tại vì cái đề này nó hơi khó nha Nên là tụi em uh, Tụi em phải hiểu cái đề thì chị mới uh, Tiếp tục là trả lời được cái Tức là nói thêm những cái cách mà mình nên Triển khai cái đề á Em muốn hỏi làm sao để đọc đề nhanh Và xác định vấn đề nhanh ạ uh, Thực ra chị nghĩ là Tất cả các đề ấy, nó sẽ nó sẽ đều nói cái vấn đề chính của mình ở trong một vài cái slide đầu ấy Nên là chị nghĩ là trước khi đến những cái sheet về mặt dữ liệu này nọ kia Thì tụi em nên đọc những cái slide mà nó nói về Đầu tiên là context Rồi thứ hai nó sẽ cái phần về key question đó Đó ờ, Thì tụi em thường là nên tập trung những cái slide đầu đó để xác định Thứ hai là có những cái phần nó nói rất là nhiều về uh, Tụi em sẽ scan nó tụi em sẽ thấy những cái phần liên quan đến key question là câu hỏi chính này, hoặc là objective, những cái cụm từ như vậy objective này, hoặc là mission hoặc là vision, đó, thì đấy là những cái hầu hết là những cái mà nó nói về chuyện là cái tham vọng của nó, bây giờ muốn làm gì về cái business của mình rồi thì uh, chị nghĩ là em nên chỉ thách một vài phút mình scan cái đề trong những cái slide đầu và có những cái keyword như vậy để mình xác định chung cái vấn đề trước khi mà tụi em đi số những cái slide về mặt dữ liệu quá là nhiều ha rồi em chưa hiểu đề lắm nó hơi rộng ạ à. ok thì 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 chị thông cảm về cái point này ha tại vì đúng là cái đề này nó rất là rộng Thực ra chị thấy đề nào năm nào của hành chính doanh cũng cũng có rất là nhiều cái khía cạnh mà các bạn Mình muốn um, muốn mình um, được khai thác ha thì uh, túm lại chị nghĩ là nếu mà tụi em chỉ phải nhớ một điều đến cái câu chuyện của cái đề này thôi thì nên nhớ là uh, cái mục tiêu là bây giờ nó muốn mở 50 uh, gọi là mở tiệm trà sữa một chuỗi trà sữa ở trong thị trường Việt Nam ha và nó muốn áp dụng ai vào trong cái uh, cái strategy cái chiến lược đấy của nó và là muốn mình nói thêm về câu chuyện bề nhỏ là những cái chiến lược về mặt nhân sự rồi chiến lược về mặt tài chính chiến lược về mặt trải nghiệm khách hàng thì nó nên như thế nào đó thì tóm lại mình vẫn phải nói cái câu chuyện là mình làm một cái plan để entry vào ngành hàng này đó và uh, nó sẽ có những cái mình cần phải nói thêm về mặt gọi là để mà làm được cái cô đó thì mình sẽ cần nhận, có những cái uh, chiến lược về mặt nhân sự rồi tài chính rồi này nọ đó như thế nào đó thì đúng là cái đây nó hơi rộng nhưng mà xíu nó chị sẽ nói về cách chị triển khai thêm để tụi em biết là cách mà tụi em nên um, nên khai thác nó như thế nào ấy, ha, Rồi, ok thì chắc để chị share thêm để tụi em hiểu hơn ha rồi thì uh, nói tóm lại là chị đang ở duyên và tất cả các bạn đều đang hiểu đề rồi ha và cũng như là hiểu những cái data những cái dữ liệu mà Uh, mà đề bài cho tụi em có thể screenshot lại cái cái data provided size này nha để tụi em cũng cũng nghĩ trong cái đoạn mà chị đang khai thác đề uh, cùng nghĩ với chị xem là um, đối với cả những cái dữ liệu mà đề bài cho như thế này thì mình mình nên khai thác như thế nào rồi thì uh, chị sẽ nói về cái cách mà chị approach cái đề này ha thì nãy chị có giới thiệu tụi em một cái framework đó đấy là Ansop metric cái framework này á, thì nó được sử dụng khi nào? Nó được sử dụng... Ờ, và tại sao chị lại sử dụng cái framework này để mà xác định cái cách approach bài? Ừ. Thì bởi vì chị đang define cái case này á, nó sẽ liên quan đến câu chuyện là mình phát triển doanh nghiệp này dựa trên câu chuyện là uh, phát triển sản phẩm cũng như là thị trường. Đúng không? Thì nếu mà tụi em đọc cái dự kiện của đề bài ấy, tụi em sẽ thấy là thực ra về mặt... Um, về mặt uh, cái công ty này á Nó là một cái công ty mà đã có mặt ở Việt Nam rất là lâu rồi Và nó có footprint ở tại Việt Nam Tuy nhiên thì trước đây nó sẽ chỉ làm những cái sản phẩm liên quan đến nước giải khác khác thôi Chứ nó chưa làm đến câu chuyện là uh, Có những cái sản phẩm mặt trà sữa Đúng không? Thì chị đang xác định là cái cái, um, cái strategy mà cái công ty này nó đang định đi á Nó chính là câu chuyện product development Có nghĩa là trong cái thị trường hiện tại Họ đang có footprint rồi Thì cái new product là gì? Đó thì chị đang xác định là cái Global Tea strategy là product development ha thì đối với cái dạng đề mà uh, doanh nghiệp họ đang muốn develop product á, thì chị đang chị đang uh, define là uh, có hai cái cái khi á mà mà cái công ty này sẽ cần phải chú ý khi mà họ làm product development đó chính là phần uh, thứ nhất là who có nghĩa là họ muốn phát triển cái sản phẩm này để shop đến tệp khách hàng nào với cái định vị là gì và thứ hai nữa là what có nghĩa là cái portfolio có nghĩa là cái sản phẩm mà họ định enter là gì ha thì chị nghĩ là hai cái điểm này là hai cái điểm mà mình sẽ cần focus khi mà một cái doanh nghiệp họ đang đi theo cái chiến lược họ như là phát triển sản phẩm đó thì nó tóm lại nhá là cái, cái cách mà mình phát triển đề là mình sẽ tìm ra là cái portfolio nào họ đang muốn expand và thứ hai nữa là cái nhóm tên khách hàng nào Mà họ đang muốn nhắm tới Với cái định vị là gì đó Thì khi mà tụi em đọc cái case á Tụi em cũng đọc và tụi em Sẽ tự group những cái thông tin đấy Vào hai cái phần who và phần what này ừ. Ngoài ra á Thì mình cũng sẽ trả lời thêm phần where và phần how Nó là những cái phần mà đề bài cũng hỏi thêm đúng không Là um, Đối với những cái sản phẩm mình Đang phát triển như vậy thì mình sẽ đi vào Mình sẽ chọn cái kênh nào để mình phân phối Cái Uh, đối với cái thành phố nào và cái thứ cái cùng đấy là how là nãy tụi em còn nhớ là cái người ta hỏi thêm mà chiến lược về mặt nhân sự này chiến lược về mặt finance cũng như là operate uh, với ai nó như thế nào á đó. đó thì túm lại là mình cũng đã trả lời thêm phần where phần how nhưng mà nó sẽ ít quan trọng hơn là hai cái point về mặt who và what đó thì cái cách chị triển khai bài á là chị sẽ đọc thông tin và chị chị trả lời cho hai cái bốn cái uh, point này và đặc biệt là chị focus vào who và what bởi vì là cái công ty này nó đang đi theo chiến lược là phát triển sản phẩm nên là mình phải xác định được là sản phẩm họ muốn phát triển là gì cũng như là cái nhóm tên khách hàng mà họ cần họ cần tập trung là gì đó thì đây là cái cách chị phát triển đề bài ha rồi thì uh, túm lại chị đã nói với tụi em về cái mặt đề rồi và cũng cách là cái cách mà chị đã triển khai sẽ triển khai đề bài như thế nào rồi ha thì chị sẽ chữa một cái bài mà các bạn đã làm để giải quyết cái bài này giải quyết cái đề này và chị cũng sẽ feedback là um, đó điểm gì tốt và điểm gì mà thì đầu tiên là các bạn có một cái uh, executive summary như chị nói là nãy chị có nói với câu chuyện là executive summary thì uh, chị sẽ thường dùng cái model là scqa đúng không thì cái nhóm này các bạn cũng uh, sử dụng được cái model đấy um, khá là clear ha uh, chắc là để chị bỏ cái uh, màu đỏ này ra cho nó dễ nhìn. Rồi. Thì uh, các bạn nói được câu chuyện situation đấy là cái thị trường hiện tại uh, multi market nó đang rất là cạnh tranh và đối với cái cái cái, cái, cái complication cái mâu thuẫn của công ty này đấy là nó có những cái lag về mặt um, dữ liệu cũng như là chưa có nhiều những cái Um, gọi là cái kinh nghiệm về mặt sales đó. Vậy nên là cái câu hỏi của các bạn đặt ra là làm thế nào để mình có thể phân bổ 50 triệu đô này thông qua từ câu chuyện là lắp đặt AI này, rồi operate những cái store, rồi làm marketing, rồi training cho những cái người nhân sự của mình để đạt được cái mục đích về mặt lợi nhuận cũng như là về mặt công nghệ ha. Rồi cái solution của các tụi bạn đó là các em uh, có một cái chatbot AI để nói về câu chuyện đấy là um, Um, cá nhân hóa cũng như là heo thì rồi các bạn cũng sẽ có những cái ai chatbot để mà uh, quản lý những cái resource của các bạn đúng không rồi cái impact của tụi bạn là các bạn có thể nói với câu chuyện đấy là các bạn increase được bao nhiêu tới khách hàng bao nhiêu lợi nhuận cũng bao nhiêu là uh, đến câu chuyện là giảm những cái chi phí thì chị đánh giá cái executive summary này khá là clear nha uh, nó cũng có uh, nó có những cái cái phần cần có trong executive summary cũng như là các bạn có một cái slide trigger này nó rất là clear để mà cho cái người ban giám khảo á, họ có thể navigate lại cái, được cái bài của mình đó. Tuy nhiên á, thì chị nghĩ là trong cái phần này nó sẽ chưa nói được cái clear về mặt situation lắm. Đầu tiên á, là um, chị không thấy mọi người nói nhiều về câu chuyện là cái vision của cái công ty này là họ có cái hai cái point chính đúng không? Là câu chuyện là uh, phát triển sản phẩm và thứ hai nữa là câu chuyện là cần phải Reconnect có nghĩa là um, refresh rồi tái tạo lại cái trải nghiệm khách hàng đối với cả những giới trẻ là Gen Z và Gen Alpha thì ở đây là chị nghĩ là uh, cái phần situation ấy, nó nên nói rõ hơn về cái vision này của công ty đúng không? Uh, cái thứ hai nữa là về mặt company challenge thì chị nghĩ là nó sẽ có những cái challenge nó thực ra đây chưa phải là tất cả những cái challenge của công ty đó nó đến từ câu chuyện đấy là thị trường uh, bão hòa rồi um, rồi đến câu chuyện là um, tech adoption đúng không là họ sợ là những cái người nhân sự của họ không có hiểu về mặt AI nên là um, rất là cần cái sự giúp đỡ của mình để train những cái người staff của họ. rồi cái thứ ba nữa là câu chuyện về price sensitivity thì trong cái bài này cũng có nói về câu chuyện đấy là họ rất là uh, biết là thị trường Việt Nam thì mọi người rất là conscious về mặt giá thì làm thế nào để mình offer một cái premium brand một cái brand mà đắt tiền nhưng mà nó vẫn có những cái mức giá nó phải chăng đúng không? thì cái company uh, complication chính nghĩ là cần phải ghi rõ hơn về cái uh, khó khăn của công ty rồi đó thì uh, thì thì uh, thì đấy là cái phần executive summary ha rồi rồi cái slide này các bạn đầu tiên là các bạn đi nói đến câu chuyện là tiềm năng của thị trường uh, trà sữa với những cái cơ hội gì cũng như là những cái khó khăn gì đúng không? thì thực ra là cái slide một cái slide rất là good ha nói được cái message của các bạn muốn nói Uh, những cái data các bạn bỏ vào cũng rất là dễ nhìn rồi và um, chị nghĩ là nó nó khá là good trong một cái slide mở đầu nói về câu chuyện là uh, tiềm năng và cơ hội rồi sau khi các bạn nói về tiềm năng của thị trường á với những cái cơ hội và thách thức như vậy thì các bạn nói về câu chuyện là gen ai nên là được một được coi là một cái uh, chiến lược để mà mình có thể uh, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho Global tea thì um, Thực ra đối với chị á trong cái slide này á à và tiếp theo nha, chị nói tiếp theo luôn thì các bạn nói đến câu chuyện là um, Gen Z và Gen Alpha cần phải được um, targeted để mà align về cái value của global T Thì tức là đối với ba cái slide này nhá thì chị nghĩ là các bạn slide đầu là ok. Nhưng mà slide sau á chị nghĩ là các bạn nên link về cái đoạn mà cái target user này luôn, tức là đổi cái slide về Gen Z Alpha này lên trước bởi vì sao? Bởi vì ở trên là mình nói câu chuyện là tiềm năng của thị trường beauty Việt Nam và sau đấy thì mình sẽ nói câu chuyện là Gen Z và Gen Alpha nó là cái key target bởi vì là cái nhóm này thì cái tiêu thụ uh, mắc uh, beauty rất là lớn đúng không? Sau đấy thì mình nói với câu chuyện là mình mới nói đến câu chuyện là Gen AI bởi vì là những cái nhóm uh, young consumer này, những nhóm Gen Z và Gen Z này là những cái nhóm khách hàng mà nó rất rất là quan tâm đến câu chuyện là trải nghiệm nó như thế nào. Chính vì vậy nên là Gen AI nó mới trở thành một cái lợi thế cạnh tranh global tea để mình có thể connect với cái tệp khách hàng Gen Z và Gen Alpha của mình. Rồi, thì chính nghĩ là mình nên switch lại cái story của mình để mà nó clear hơn. Bởi vì nếu mà tụi em nói câu chuyện là tiềm năng của Muti, sau đấy tụi em nói đến câu chuyện là Gen AI luôn á, thì thực ra là chị nghĩ là đối với Gen AI thì đối với ngành hàng nào nó cũng sẽ trở thành một cái competitive tức là không nhất thiết phải là cái ngành hàng multi này nên nó sẽ không để cái sai này ở thứ hai á nó sẽ không support được cái story của tụi em về cái thị trường tiềm năng của multi á đó thì tóm lại nha trong cái back slide mở đầu này thì chị, chị nói là mình nên switch lại cái story một chút để nó liên kết lại với nhau hơn. OK tuy nhiên là ba cái slide này cũng rất là good về mặt visualization, về mặt data support ha, cũng như là cái message mà các bạn nói rất là clear rồi. OK rồi sau đấy các bạn có một cái slide nó có chuyện là OK thị trường như vậy đó, target audience như vậy đó, um, rồi AI nó là một cái competitive thì các bạn nói đến chuyện là uh, các bạn phân tích lại cái competitor là nó sẽ có điểm mạnh và điểm yếu gì các bạn uh, mark bằng màu các màu khác nhau để xem là cái điểm này có có mạnh hay yếu ha đó thì thực ra slide này về mặt visualization chị cũng đánh giá rất là good để mà tụi em có thể uh, bởi vì trong cái đề bài ấy, nó có rất là nhiều cái data tờ khác nhau dữ liệu khác nhau nhưng mà các bạn đã cố gắng để mà các bạn ý xếp lại sắc trở lại thành một cái table để cho giám khảo rất là dễ nhìn về chuyện là đâu là cái gap mà các bạn có thể tap on đúng không thì ví dụ như các bạn nói là câu chuyện có những cái competitor là Perway, hoặc Fresh Freshship, The Cool Tea Là có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì Thì các bạn nói là Hai cái điểm mà trong cái thị trường này Đang không có focus Các bạn đang rất competitor rất, rất là yếu Đấy là câu chuyện về dry sustainability Rồi câu chuyện liên quan đến healthy Thì đây là hai cái point các bạn coi là cái gap Mà uh, Global Tea là cái doanh nghiệp của mình Cần phải tap in Bởi vì đây là một cái lỗ hồng của thị trường thì về mặt visualization chị nghĩ rất là good tuy nhiên á um, chị nghĩ là cái slide về mặt competitor tụi em cần phải comprehensive hơn tại sao bởi vì trong đề bài nó có nói cái câu chuyện là từng cái competitor này nó có mức giá như thế nào rồi proposition của nó là gì target audience của nó là gì future plan của nó ra sao tức là có rất là nhiều những cái nguồn thông tin khác mà mình có thể uh, mình có thể uh, combine để mình phân tích được ra cái câu chuyện là cái gap của thị trường nằm ở đâu Chứ không chỉ là những cái câu chuyện liên quan đến core value như mà tụi em đã ở đây. Bởi vì sao? Khi mà tụi em chỉ phân tích những cái này và tụi em đi ra được cái gap mà Global cần phải tap in đó, thì nó sẽ không đủ, đầy đủ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà tụi em phải tap in về chuyện là sustainability và healthy thì mọi người cũng không biết là uh, vậy tap in vào hai cái core value này thì uh, mức giá tôi nên làm là bao nhiêu rồi proposition của tôi là như thế nào target là như thế nào thì chị biết là đằng sau tụi em có nha Nhưng mà để mà tụi em hoàn thiện cái bức tranh về mặt competition thì tụi em nên phân tích thêm những cái point khác về mặt competition để mình khẳng định lại một cái cái proposition mình cần làm và khác biệt của Global Tea so với cả những cái bạn khác ra thì ra sao thì nó cần combine những yếu tố khác nữa ngoài cái câu chuyện là core value ha. Rồi thì cái slide này các bạn nói về competitor sau đấy thì các bạn nói đến câu chuyện là khẳng định core value luôn là từ cái câu chuyện là các bạn khẳng định ở đây cái áp thị trường là sustainability và healthy thì uh, những cái core value mà các bạn nên của GlobalT cần làm là gì? Các bạn nói là ESG rồi Commercial Execution Innovation of Finance thì đây là một cái bảng mà các bạn khẳng định lại là đây là những cái proposition mà uh, GlobalT cần phải uh, đi theo dựa trên cái uh, dựa trên cái phân tích về mặt đối thủ cạnh tranh ở bên trên. Đó, thì, uh, thì cái slide này á, chị nghĩ là nó phải là nó rất là linh, nó phải rất là liên kết đến cái, cái phân tích phía trên của tụi em về competitor. Thì như chị nói, á, là bởi vì competitor phía trên là tụi em chưa nói về câu chuyện là uh, proposition của nó, rồi cũng như là um, pricing, rồi target audience này nọ. Nên là khi mà tụi em khẳng định ở cái này luôn á, thì nó sẽ hơi sớm bởi vì cái phần này nó sẽ drive hết tất cả những cái strategy mà tụi em làm phía sau nên là để mà mình khẳng định một cái phần slide này nó là một cái giống như là một cái uh, một cái rất là key slide á uh, để mà tụi em có thể phát triển lại phía sau nên là chị uh, chị muốn là cái phần ở phía trên là tụi em phải phân tích nó kỹ hơn một số một xíu ha với cả một cái feedback nhỏ là cái finance này á uh, là định vị là cần phải drive được revenue và profit ở trong short và long term thì thực ra nó không phải là một cái core value mà đây là một cái gọi là chỉ là một cái sub goal ở trong tất cả những company thì mình um, mình phải có về câu chuyện deliver doanh thu và lợi nhuận thôi đó thì tụi em rất là careful ở trong cái slide này ha để mình khẳng định lại là global tea core value là nên như thế nào đó It, thì, nếu nó về mặt flow từ đầu đến giờ á là tụi em sẽ thấy là các bạn đi từ thị trường này đang rất là phát triển tiềm năng, rồi um, đến câu chuyện là uh, target audience các bạn là ai, rồi các bạn nên nói về câu chuyện là AI, uh, các bạn AI như thế nào, rồi nói về competition là như thế nào, rồi các bạn mới khẳng định là global team nên đi theo cái core value như thế nào. Đó thực ra là cái flow của các bạn đi á, rất là ok, uh, nó nó giống là chính là cái model về mặt 3C như nãy chị nói với tụi em á, đấy là market, uh, sorry, um, uh, consumer, uh, company rồi uh, market đó, đó thì tóm lại là các bạn đang đi theo một cái flow nó rất là um, đầy đủ. Tuy nhiên thì những cái detail chị feedback á, là phần competition các bạn nên làm rõ hơn một xíu um, và fix lại cái flow of đoạn đầu thì tụi em sẽ đi ra một cái story nó clear hơn. Tại sao chị nói cái uh, cái phần này nó uh, kỹ? Tại vì cái phần này hình như là cái phần mà các bạn nói về analysis của các bạn ấy, rồi tiếp theo là các bạn nói đến strategy luôn, nên là chị muốn cái phần analysis này nó phải đủ chắc chắn để mà tụi em làm nền cho cái phần strategy phía sau ha. thì uh, thì đó, thì thì đấy là những cái feedback trên cái current slide của các bạn. thì chị có phân tích uh, gọi là tóm gọn lại á, nếu mà là chị á thì chị sẽ đi như nào ha? thì uh, thì sau khi mà, tức là chị cũng sẽ đi flow như các bạn ha, với cả những cái trình sở như chị nói, nhưng mà sau đấy thì chị sẽ nói luôn về câu chuyện là Uh, proposition tức là sai này chị sẽ nói proposition luôn này đó sau đấy chị sẽ nói luôn là bởi vì proposition như vậy nên là target audience và product portfolio mà để serve là cái gì luôn ừ. thì ví dụ như là uh, đấy như, ví dụ như là trong đề á, thì mình sẽ có những cái value mission của global T này rồi competition picture sale nó như nào position như nào margin retention rate success recipe và plan luôn đó thì từ cái slide này á chị muốn nói câu chuyện là positioning đây là slide chị nói về câu chuyện positioning đó thì ví dụ như là từ những cái competitor view như vậy á, thì uh, ví dụ như là các bạn sẽ có những cái Proposition mà nó sẽ không ship hơn ví dụ như là bởi vì là uh, hầu hết những cái bạn đang uh, play ở trên thị trường là premium và low price đúng không thì mình bây giờ cái gap thị trường nó chính là câu chuyện là mình có thể offer một cái price là affordable premium Tức là không rẻ quá Nhưng mà cũng không mắc quá Bởi vì đấy là một cái mà thị trường chưa có tap on uh, Đấy chỉ là những cái food for thought thôi nha Không nhất thiết là tụi em phải follow theo Nhưng mà ý chị là một vài cái thinking của chị Khi mà chị đọc cái đề á Đó, hoặc là các bạn có thể tập trung vào câu chuyện là Proposition thành một cái um, Cái AI mà nó sẽ Recommend based on cái um, uh, Health and well-being data Ví dụ như là nó sẽ Suggest được là um, uh, Dựa trên những cái um, nhiên cái tracker về mặt uh, đi bộ rồi health go rồi mình nhịp tim của các bạn thì có thể recommend được là những cái loại drinks mà nó những cái loại đồ uống mà nó align với cả cái cái chỉ số dinh dưỡng của bạn ấy cần đó thì bởi vì là em thấy là trong những cái data của đề bài ấy, nó sẽ nói rất là nhiều về chuyện là chúng nó làm AI để uh, serve khách hàng um, recommend khách hàng này rồi nó nói về câu chuyện đấy là optimize supply chain cost tuy nhiên thì không có bạn nào nói về câu chuyện đấy là recommend AI để mà um, Uh, để mà suggest những cái đồ uống mà nó liên quan đến health Đến health and well-being của các bạn đó Mà nó là một cái, chị nghĩ là cũng là một cái point khá là ok Tại vì health and well-being cũng là một cái mà giới trẻ rất là quan tâm Đó Hoặc là mình sẽ làm những cái proposition liên quan đến chuyện là seamless customer feedback Ví dụ như là những cái AI mà nó có thể alert được những cái staff là uh, Có những cái issue gì đối với cả khách hàng hiện tại này rồi sẽ luôn luôn là AI khi mà feedback những cái thành những khách hàng thì có thể quay lại để phát triển lại sản phẩm cũng như là dịch vụ đó thì túm lại là để mà khẳng định một cái slide để có chuyện Proposition á thì tụi em phải có những cái phân tích về competition nó rõ ràng hơn và nó đủ comprehensive hơn thì lúc đấy khi đi ra những cái proposition á thì nó mới đủ compelling rồi đó thì đấy là cái cách mà chị sẽ analyze ở phần phía trên ha rồi Uh, khi mà nói về proposition rồi thì mình như chị nói là nó sẽ đi đến cái phần là um target audience một portfolio thì đấy, đây là đề bài cho ha, đề bài cho là uh, current product portfolio là có những cái loại in, uh, sản phẩm như thế này, positioning ra sao, performance như thế nào. Rồi đó, rồi họ cũng nói với câu chuyện là multi menu là uh, sản phẩm multi -mod. họ đang muốn là suggest những cái skill như thế này, target ra sao, positioning ra sao. Đó. Uh, rồi họ cũng nói về những cái chỉ số liên quan đến uh, đến đến tài chính thì đó đối với cả những cái data tờ đó thì thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện đấy là chị có thể dùng cái BCG metric này để mẹ chị gộp cái portfolio về mặt product là bây giờ đối với cái portfolio mới thì những cái sản phẩm nào là những cái sản phẩm mà mình nằm ở trong những cái khu vực nào ví dụ như bạn nào mà nằm ở docs này hay là question mark này mình có thể bỏ bớt đi để mình bỏ multi để make sure là cái lợi nhuận của mình nó đạt được với những cái mục tiêu mà đề đã cho đúng không? đó thì thấy chị thấy là trong bài các bạn chưa khai thác được cái câu chuyện là product portfolio các bạn bỏ qua cái phần này luôn thì chị nghĩ là đó khi mà các bạn khẳng định cái proposition của công ty này các bạn đi đến target audience là ai các bạn cũng nói luôn được câu chuyện là product portfolio nên là cái gì đó thì nó đi qua những cái pi uh, nó nó đầy đủ hơn trước khi các bạn đi đến cái phần mà chiến lược rồi thì đấy là những đây là uh, mấy cái slide mà chị nghĩ là nó sẽ là cái thinking của chị thôi là cái suy nghĩ mà chị sẽ phát triển đề thôi rồi rồi đi tiếp theo đến cái bài của các bạn ha thì các bài của các bạn bây giờ là đi đến cái phần mà strategy đó thì strategy các bạn nói là um, các bạn sẽ muốn là um, cái 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 um, gọi là cái gap nào về mặt operation mà uh, công ty này nên tập trung đó thì các bạn đang tập các bạn nói thêm về câu chuyện đấy là uh, resource và distribution là hai cái pain point của công ty này mà cần phải take đó rồi bởi vì với cái pain point đó cộng với cả những cái nãy các bạn nói là cái core value về mặt health và sustainability đó thì các bạn đang mép một cái vô và các bạn đi ra hai cái solution đấy là uh, làm cái uh, chatbot để promote câu chuyện là um, personalization và healthy lifestyle và cái thứ hai nữa là câu chuyện về resource management thì đây là hai cái khía cạnh mà các bạn nghĩ là AI có thể làm um, tốt nhất ở trong cái operation của các bạn dựa trên cái pain point của công ty cũng như là cái competition metric mà các bạn đã phân phân tích ở phía trên đó, đó, ok rồi các bạn nói đến câu chuyện là uh, Gen AI thì ở trong một cái operation uh, nó sẽ đi từ đâu đến đâu uh, nó sẽ optimize được ở chỗ nào rồi các bạn cũng nói về câu chuyện là um, nên có những cái người partner giống như IBM để uh, có thể develop cái AI model này cho công ty um, và các bạn cũng muốn nói những cái technology về mặt công nghệ là hybrid cloud thì có thể hết là cái AI strategy của các bạn này có thể hiệu quả hơn ở trong tương lai đó rồi các bạn cũng nói thêm câu chuyện về uh, mình có thể partner với FPT để develop cái dịch vụ khách hàng của mình rồi Uh, sau đấy thì các bạn nói đến câu chuyện là uh, mình sẽ có những cái solution để cải để improve cái trải nghiệm khách hàng cụ thể là ra ra làm sao đó uh, ví dụ như là uh, một bạn mà muốn bubble tea thì sẽ chatbot nó sẽ recommend dựa trên những cái history của pattern là các bạn đã từng book cái gì rồi thì bây giờ nó sẽ recommend ngược lại đó uh, sau đấy thì um, uh, sau đấy thì cái bạn nhi này sẽ earn được point từ câu chuyện là mua được Buying multi và sẽ allow um, để và điều allow để cá nhân hóa lại cái bạn pet bot này của các bạn ý, rồi uh, hoặc là các bạn sẽ có những cái solution kiểu dạng như là um, couple đó ví dụ như là hai những cái bạn mà uh, couple của nhau thì mua dùng nhau á thì nó sẽ increase được cái affinity level để các bạn apply được về gamification. Tóm lại là các bạn nói về khá là nhiều về mặt solution ha, rồi. Uh, sau đấy các bạn nói về câu chuyện là um, những cái target audience nào mà các bạn đang muốn tập trung, rồi big idea là gì, đúng không? Uh, rồi những cái marketing strategy của các bạn, rồi, ok thì the whole story là các bạn đi đến câu chuyện là mình nên apply AI vào trong những cái khía cạnh nào của công ty này, rồi target audience như thế nào, rồi đến câu chuyện là big idea ra làm sao, campaign như thế nào, đó, thì thực ra là cái phần strategy này chị nghĩ là nó cũng good ở cái khía cạnh đấy là nó đưa ra được những cái rất là comprehensive uh, về mặt uh, strategy nói chung tuy nhiên thì nó chưa link được đến những cái slide mà tụi em phân tích phía trên về mặt thị trường cũng như là uh, proposition của uh, của công ty cũng như là về mặt lợi thế cạnh tranh đúng không nên là nó sẽ tạo ra cho người đọc là cảm thấy là uh, mỗi slide các bạn đang nói một cái message nhưng mà nó không có link lẫn nhau tại sao các bạn analyze phía trên như vậy rồi cái phần bên dưới thì um, thì cái như thế này thì có thể là chị hiểu là các bạn cũng có nghĩ đến nhưng mà cái cách các bạn visualize ấy, nó chưa khiến cho người ta cảm nhận là feel được cái đấy mà các bạn mà đang cảm thấy khá là overwhelmed đúng không thì chị nghĩ là cái phần link về mặt story ấy uh, nó nó nên connect với cái phần bên trên nhiều hơn đó no. uh, rồi cái phần profile link này về mặt uh, Um, target audience thì chị nghĩ là um, nếu mà được thì tụi em sẽ drive nó một cái slide đây kết cho câu chuyện là insight và behavior nhiều hơn bởi vì là nhìn như thế này á thì thực ra nó sẽ mo về một cái master strategy thôi nhưng mà um, nhưng mà thực ra thì chị vẫn chưa có clear về chuyện là tại sao mình lại đi ra cái big idea là nó link gì đến cái proposition phía trên. Uh, và cái target audience mà tụi em đang muốn tập trung như thế nào ấy chị nghĩ là nó phải more về phần visualization nhiều hơn đó thì uh, thì chị nghĩ là cái flow tụi em nên đi là tích phía trên là market này competition company proposition xong đến target audience đến product portfolio và mình sẽ đi đến phần insight và marketing strategy thì nó tất cả những cái slide xuyên suốt đấy nó phải link lại cái story với nhau nhiều hơn ờ uh, Ok, rồi thì sau khi các bạn nói về câu chuyện là marketing plan rồi những cái câu chuyện liên quan đến uh, AI thì các bạn nói đến câu chuyện là uh, những cái thành phố nào mà các bạn nên tập trung vào thì các bạn cũng có một cái slide rất là hay đấy là các bạn uh, chấm điểm và các bạn để cho coi xem là cái điểm nào cao nhất thì các bạn sẽ tập trung vào cái những cái đó tuy nhiên là cái slide này chị nghĩ là các em sẽ bị challenge là logic á tại vì thì, thứ nhất là cái weight này người ta không biết là tại sao tụi em lại có những cái weight này ví dụ tại sao um, uh, sensitivity về mặt price nó lại được um, đặt là điểm cao nhất chẳng hạn đó uh, tại sao Texas savvy ở số 2, đúng không trong khi cái mission của công ty là nói về câu chuyện là họ không có quá kê. Um, tức là họ là một cái premium brand và họ cũng quan tâm rất nhiều đến sustainability và health nhưng mà cái weight này chỉ nghĩ là khi mà tụi em đi theo cái logic này sẽ bị challenge chắc là uh, tại sao những cái cái logic nó lại được uh, với cả những số điểm là những như như thế này đó thì tại vì tụi em chọn là hải phòng và đà nẵng là hai cái vùng mà nó không phải là top um, không phải là top um, cd giống như là hà nội và hồ chí minh nên là chị nghĩ là mọi người sẽ mọi người sẽ challenge lại về cái mission mà công ty này muốn nói đấy là câu chuyện là uh, premium brand tập trung gọi là global leader về mặt um, drink mission của người ta như vậy nhưng mà tụi em lại chọn hải phòng và đà nẵng đúng không và ngoài ra thì cái slide này khi mà tụi em chọn đấy thì nó cũng nên link với cả cái phần proposition ở phía trên Và khi tụi em phân tích được là proposition của global team nên là cái gì rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái criteria mà các em chọn cái thành phố ví dụ lúc đấy tụi em phân tích ra là um, ok trong cái thị trường này thì thực ra là um, tất cả các bạn đã làm premium tốt rồi cũng như là làm có một nhóm là làm affordable low cost rồi vậy bây giờ chúng tôi muốn tập trung vào câu chuyện là trở thành một cái affordable premium brand thì lúc đấy cái high priority sensitivity liệu nó còn là một cái character lớn nhất hay không hay nó nằm ở ở đâu đó thì cái này thì chỉ nghĩ là nó sẽ um, cần visualize lại thành một cái cách khác để mà nó um, nó nói cái point của tụi em nó nó linh hơn với những câu chuyện phía trên ừ. rồi sau đấy thì các bạn nói đến nhiều về câu chuyện là uh, store operation thì nên có những điểm như thế nào um, AI có thể hết những cái phần gì cái okay, cái này cũng rất là good ha rồi câu chuyện là hashtag strategy thì các bạn cũng nói về chuyện là uh, mình nên uh, tuyển người như thế nào rồi train staff ra làm sao rồi các bạn cũng có một cái plan rất là holistic về chuyện là từng quý thì key objective là gì và các bạn sẽ làm từng cái plan cho từng cái pillar như thế nào rồi sau đấy thì các bạn có một cái slide về mặt risk management là quản trị rủi ro rồi các bạn nói về câu chuyện là cái cost model revenue của các bạn Uh, nên có những cái thành tố như thế nào, rồi projected uh, cash flow của các bạn ra làm sao, rồi các bạn cũng nói luôn về những cái analysis là um, um, nên là vẫn như là tuyển được bao nhiêu bạn customer mới, rồi cái emission rate, um, carbon footprint ra như thế nào. Thì chị đang hiểu là cái flow này các bạn đang muốn đi là Cái AI impact đúng không? Rồi cái plan master plan của tụi em, cái risk management cũng như là cái uh, financial model đúng không? Thực ra là nếu mà nói lại về đề bài á là câu đề bài hỏi là làm thế nào để mình chia ra được 50 triệu cho tất cả những cái strategy liên quan đến HR operation rồi Gen AI đồ đó rồi có chuyện là estimate được là những cái impact của Gen AI uh, trong câu chuyện supply chain, customer satisfaction và revenue growth đúng không? thì thì cái cái model này của tụi em rất là good về mặt master nhưng mà họ sẽ không hiểu logic là thứ nhất là vậy uh, bao nhiêu cục thì là đến uh, 50 cục 50 triệu đó thì 30 bao nhiêu triệu là đến từ block này, block kia Chia ra cho những cái block nào. Rồi cái impact của mặt AI ấy, thì chỉ thấy ở trên là tụi em nói về impact AI rất là nhiều này. Sau đấy đến slide này thì tụi thì đúng là có nói đến câu chuyện là cái impact của AI để có thể gọi là uh, gọi là đến uh, cái câu chuyện là có những cái active customer hay là giảm cái footprint và emission như làm sao. Tuy nhiên thì cái link về mặt story ấy Uh, chị đang chưa hiểu là những cái slide phía trên nó link được cái story gì đến những cái slide phía sau này hiểu không tức là logic thì chị không nói với chuyện là các em sai nhưng mà cái về mặt story flow á thì thì tại sao cái chuyện là từng cái action trong cái AI AI impact của tụi em nó lại list đinh ra những cái con số như thế này đó thì mình mình nên twist lại cái story một chút là từ cái phần mà từ cái phần mà tụi em nói đến uh, từ cái phần là tụi em xong cái phần pick uh, idea này rồi này, rồi plan này, đó chọn thành phố rồi này, rồi đến những cái phần này á chị nghĩ là nó sẽ uh, nên gen theo kiểu detail hơn là uh, từng cái store operation, rồi từng cái TA này, uh, từng từng cái hết strategy này nó sẽ leading đến những con số như thế nào luôn, tức là chia ra những cái block ở đây với block này nó sẽ giảm được bao nhiêu tiền À, nó sẽ được nhận bao nhiêu tiền để, để revamp lại Cái store operation này, rồi HR strategy này Nên uh, Được nhận bao nhiêu tiền với cái cục tiền đó Rồi sau đấy thì khi mà tụi em present Cái slide về mặt revenue model này, người ta sẽ hiểu luôn À ở trên bạn nói là 20 triệu Bạn sẽ dành ra để integrate AI 10 triệu các bạn dành ra để có chuyện HR Strategy, đó Rồi nó sẽ impact, nó sẽ improve uh, Bao nhiêu so với cả cái um, Cái cách mà operate cũ Đó, thì người ta sẽ hiểu được luôn là tại sao tụi em Lại có forecast về mặt financial model như thế này. Rồi. Rồi, các bạn cũng có một cái slide conclusion. Ờ uh, ok, về chuyện là các bạn strategy như nào và kêu cam ra làm sao. Đó, thì đấy là the whole story của các bài của các bạn. Thì, thì uh, chị nghĩ là túm lại đối với cái bài này á. Thì chị thấy là match uh, cũng rất là good so với những bài mà sinh viên mà chị đã từng chấm ha. Thì các bạn có một cái Uh, những cái slide mà các bạn làm á thực ra là cái heading của nó rất là clear uh, và nói được cái action mà cái company này cần take. cái thứ hai nữa là những cái data mà các bạn bỏ vào á nó rất là simple và nó cũng sẽ illustrate có nghĩa là nói được cái message mà các bạn nói ở đầu bài. tiếp theo nữa là các bạn ấy cũng sẽ cố gắng là từ bốn mấy cái trang đó thì các bạn rất là cố gắng để quantify cái data này để mà mình uh, để mà mình hiểu được cái logic là tại sao tôi chọn Ví dụ ở trong câu chuyện là các bạn làm competitor benchmarking hay là market overview thì chị thấy là các bạn đều cố gắng để mà biến từ những cái dữ liệu nó rất là nó rất là word, nó rất là um, sao nhỉ, qualitative hả? Thành những thứ rất là quantitative thì chị đánh giá cao về cái uh, logic, cái cách mà các bạn trình bày um, cũng như là cái effort của các bạn trong cái câu chuyện là mình um, mình giải quyết cái dữ liệu đấy như thế nào để cho nó dễ hiểu cho người cho người xem hơn đó thì đấy là câu chuyện về strength uh, tuy nhiên thì có những cái room mà để cần improve hơn nha Thì chị nghĩ là cái single thing mà chị muốn point out Đấy là câu chuyện về storyline Tức là các bạn đi theo những cái blog nó rất là ok Thì trong mỗi cái slide thì các bạn rất là chất lượng Nhưng mà cái cách mà các bạn uh, connect cái story từ đầu đến cuối á Nó không khiến cho người ta cảm giác là khi các bạn uh, analyze được cái vấn đề từ ban đầu Nó link đến cái strategy như thế nào Và nó ảnh hưởng đến cái financial model cuối cùng như thế nào Ờ, cái thứ hai nữa là Chị thấy có những cái case data Mà chị thấy tụi em không có dùng hết Ví dụ như là những cái dữ liệu liên quan đến Portfolio uh, Những cái dữ liệu liên quan đến Compatible Propositioning Hoặc là những cái Channel Execution Thì Tụi em chưa dùng hết để tụi em có những cái competitor Overview Nó comprehensive hơn Cũng như là những cái mix về mặt Strategy uh, Portfolio và Channel thì Chị chưa thấy nó reflect ở trong cái model Về mặt Financial của tụi em Rồi, cái cuối cùng đấy là cái phần key question của mọi người á uh, trong cái đề bài này là làm nào để mình phân bố lại 50 triệu bắt chịt trong tất cả những cái khía cạnh này thì khi mà đọc cái bài này xong thì chị cảm giác là các, các bạn có thinh đến nhưng mà cái cách các bạn visualize không khiến cho người ta hiểu được là rốt cục là 50 triệu này nó sẽ được phân bố cho những cái thành phần nào uh, và cái impact của câu chuyện là AI lên trên cái model đó Um, nó improve được những cái điểm gì và cái cách mà mình measure cho những cái AI impact đấy ra làm sao ha thì chị nghĩ là um, chị nghĩ là thực ra bài này uh, cũng rất là good đó nhưng mà sẽ có những cái point mà uh, nếu mà có time thì chị nghĩ là các bạn sẽ làm tốt hơn và khiến cho cái story này nó clear hơn uh, bởi vì chị hiểu là cái đề này cũng rất là khó ha uh, để mà tụi em triển khai ra một cái bài như này chị nghĩ là cũng rất là tốn nhiều effort uh, nhưng mà để mà mình uh, Uh, gọi là tạo ra một cái deck mà nó thuyết phục hơn, nó story nó clear hơn, đó thì tụi em sẽ consider thêm những cái point này để mà tụi em uh, cải thiện cái bài ha. Rồi, ok thì đấy là cái feedback của chị uh, cho cái bài này. Thì uh, chắc là mình sẽ mốt đến Q&A thì ra mình cũng hết giờ rồi nhưng mà chắc là ban tổ chức uh, cứ để khoảng 15 phút ha. Thì nếu mà bạn nào có câu hỏi gì có thể liên quan đến cái đề này hoặc có thể liên quan đến Anything mà chị nghĩ là chị có thể answer thì tụi em cứ hỏi ha. Tụi em có thể chat hoặc tụi em có thể bật mic lên nói chuyện ha. Ok. Em xin cảm ơn cái phần chia sẻ của chị ạ. Nếu như các bạn có cái thắc, thắc mắc gì mà muốn được chị thân giải đáp thì các bạn có thể bật mic để đặt câu hỏi hoặc là gửi con vào box chat nha. Thì, thì trong đợi các bạn đặt, đặt câu hỏi thì em sẽ hỏi chị một vài câu hỏi mà các bạn đã gửi trong form nhé À ok, rồi uh, Chị có để ở đây luôn ha uh, Đầu tiên là chị thấy có một số những câu hỏi ở đây thì chị trả lời luôn uh, As judge của Business K Competition chị có yêu cầu gì đến một bài proposal được duyệt vào vòng trong ạ uh, Chị nghĩ nó là ba point chính ha Đầu tiên là về mặt Um, analysis của tụi em um, thì analysis của của tụi em á, nó sẽ phải rất là clear và nó phải uh, trả lời được những cái issue của mà nó liên quan đến cái objective của đề bài. Tóm lại là đề bài mà cần một cái solution gì thì những cái analysis của tụi em phải link và trả lời được cái câu hỏi đó. Uh, thứ hai nữa là ngoài chuyện có, có chuyện analysis là có chuyện story thì chị hiểu là tụi em có thể hiểu một kiểu nhưng mà cái cách mà tụi mà người ta nhưng mà người ta chỉ có thể hiểu cái logic của tụi em thông qua cái story mà tụi em muốn theo thôi um, thì có một cái câu rất là hay trong business case competition đó đấy là uh, tell you, tell what you want to tell and tell and tell them what you have just already told them Có nghĩa là sao tụi em phải nói đi nói lại về câu chuyện đấy là cái story mà tụi em muốn mách là cái gì và tụi em phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại về chuyện là cái story tôi muốn make như thế này tại vì họ rất là overwhelmed với rất nhiều bài thi khác nhau với một cái lượng data từ cực kỳ nhiều vậy thì cái story nó phải rất là clear và nó rất là link với nhau thì cái đấy là cái mà chị cảm thấy bài này hoặc là những cái bài mà chị chấm uh, trong những cuộc thi khác ấy, thì nó không phải là một cái mà các bạn làm được uh, gọi là tối ưu ha thì uh, đầu tiên là câu chuyện về analysis câu hai câu chuyện về story và câu chuyện thứ ba là presentation presentation là câu chuyện đến từ slide của các bạn và thứ hai nữa là câu chuyện các bạn present một cách verbally á Thì slide thì chị thấy là thực ra bạn trong bài này thì thực ra nó cũng ok Những cái slide mở đầu của các bạn nó rất là clear ha Tóm lại là cái slide nó sẽ impactful full khi mà tụi em dùng càng ít data càng tốt uh, nhưng mà nó vẫn toát lên được cái điều mà tụi em muốn nói Chứ không cần thiết phải là phun quá nhiều data Hoặc sử dụng tất cả những cái data trong đề bài Cái thứ hai nữa là câu chuyện về presentation Về mặt verbally thì chị thấy là có rất là ít Tức là cái cách cái energy mà tụi em khi mà present cho cái người client của tụi em ấy, hay là ban giám khảo ấy, nó phải đủ thuyết phục và khiến cho họ thấy được là tụi em thật sự tin vào những điều mà tụi em nói bởi vì tụi em phải tin những điều mà tụi em nói thì người ta mới tin được vào những gì mà tụi em muốn nói cho người ta đúng không thì không phải là cái uh, không phải là cái, um, cái cái bài nào good mà uh, nó cũng được vào vòng trong mà còn cách mà tụi em theo với cả um, với họ ấy, nó cũng rất là quan trọng đó thì cái presentation nó đến từ câu cả câu chuyện slide ha uh, và đến từ câu chuyện là um, uh, presentation mặt verbally rồi thì đấy là yêu cầu câu hỏi thứ hai là em tò mò về phần design của business case của tất cả phòng ban và một bài business case của riêng marketing thì có yêu cầu gì khác nhau không ạ à? và yếu tố design là quan trọng để judge assess proposal không ạ à? thì chị trả lời câu cái về thứ hai trước yếu tố design là quan trọng không có quan trọng uh, nó quan trọng uh, chị nghĩ là phải đến chị không quantify được nhưng mà nó cũng phải impact đến tầm 20 phần trăm cái điểm của tụi em uh, trong những cái trong những cái bài mà chị đã từng chấm thì bởi vì sao design nó không phải là nó quan trọng về chuyện đấy là cái color hay cái 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 vai hay gì cả mà nó đến từ câu chuyện là design đẹp á, design tốt á thì nó nó sẽ clear và khiến cho người ta hiểu được hết tất cả những thông tin mà tụi em muốn truyền tải nên là design nó quan trọng không nó có quan trọng uh, và nó không phải đẹp nha mà ý chị nó nó về logic và nó toát được cái message mà tụi em muốn nói um, design của tất cả phòng ban và design của riêng marketing của yêu tổng khác nhau không ạ chị nghĩ là nó sẽ phụ thuộc vào từng cái business case từng cái cuộc thi ấy, mà cái cái điểm cái điểm design cái điểm mà presentation slide ấy, nó sẽ khác nhau nhưng mà chị nghĩ là chị cũng không thể khẳng định được là nó nên khác nhau như thế nào bởi vì Uh, nó phụ thuộc vào cái yêu cầu của đề bài đấy thì, uh, thì thì tụi em mới có thể biết được cách mà tụi em design cái bài đấy cái flow như thế nào ha uh, làm sao để các bạn thuộc các function trong một business case tổng hợp có thể move cùng lúc và hỗ trợ nhau hiệu quả ạ à, cái này nó sẽ link đến cái slide mà chị nói chuyện là tụi em setting the team đúng không setting the team như chị nói là nó sẽ phải có một bạn solution một bạn insight uh, và những bạn làm về mặt chuyên môn với như là finance, marketing HR đúng không thì khi mà tụi em bắt đầu một cái đề á, tụi em không cần thiết phải phân cái role để vội. Dù biết là mỗi bạn có một cái phương trình khác nhau nhưng mà đầu tiên là trong khoảng um, 20%, 10 đến 20% tụi, thời gian tụi em có, tụi em nên dành thời gian để tất cả các bạn cùng download cái đề đấy và discuss với nhau xem là mỗi bạn có cái cách approach như thế nào, đúng không? Vậy chị nghĩ là đối với những cái business case competition ấy thì cái logic ấy nó là một cái logic chung và tất cả mọi người có thể discuss lại với nhau, đúng không? Thì ở uh, đến 20 case thì mình có thể tập trung vào chuyện để là discuss với nhau xem là mình nên triển khai cái case này như thế nào Rồi sau đấy khi mà tụi em xác định được cái vấn đề, cái cách approach của tụi em á Thì tụi em mới đến cái câu chuyện là ok vậy bây giờ bạn nào làm phần gì đúng không? Thì những cái bạn mà làm solution inside thì các bạn làm những cái inside nói chung đúng không? Nhưng mà trong cái đề này nó có những cái phần là làm HR, strategy này, financial đúng không? Lúc đấy thì chia từng bạn rồi có cái expertise là mà function các bạn ấy sẽ làm với nhau đó thì các bạn thì thì hỗ trợ nhau nên là hỗ trợ cái giai đoạn uh, làm chung của giai đoạn là master strategy sau đấy thì những cái phần mà riêng thì tụi em nên chia ra các bạn function rồi mình cảm thấy các đề business case như hành trình kinh doanh khá mới mẻ và đó strategy thinking problem solving và business case mình khá nhiều nên mình mong ngày nghe, uh, nghe những chia sẻ về định hướng làm bài từ diễn giả uh, thực ra thì chỉ nghĩ là um, đúng là cái cái đề này cũng khá là broad nha, uh, nó cũng rất là rộng và nó yêu cầu rất là nhiều thông tin khác nhau và chính nghĩa là nó khá là overwhelm cho những cái bạn mà mới bắt đầu làm business case. Uh, thế nên là chị uh, chị nghĩ là nó sẽ không phải nói câu chuyện là khi mà tụi em gặp đề này tụi em nên làm như nào mà là trước khi tụi em gặp được những cái đề đấy thì tụi em phải làm cái gì trước. đấy là câu chuyện practice 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 đúng không? thì practice nó đến từ câu chuyện là thứ nhất là Class, đúng không? tụi em có thể học những cái course mà để mà tụi em có những cái hình dung về mặt business case trước. Thứ hai nữa là có thể học từ network đúng không? tụi em học những cái người mà bạn đã thi những cuộc thi khác hoặc có mentor uh, uh, rồi có những cái network mà để help tụi em làm bài. Và cái thứ ba nữa là tụi em có thể uh, học dựa trên cái câu chuyện là hands-on experience là đi làm business này làm intern, làm trainee uh, đó hoặc đi tham gia các cuộc thi case competition ha thì nó sẽ giúp cho cái thinking của tụi em nó có nhiều cái uh, nhiều cái input hơn để mà tụi em gặp những cái dạng đề này tụi em không cảm thấy bị overwhelm đó uh, chia sẻ về định hướng làm bài một cách specifically thì uh, thì chị đã nghe nói chị đã nói từ đoạn đầu rồi đấy là nó có những cái business case fundamental là những cái uh, tụi em phải xác định được vấn đề tụi em chia nhỏ vấn đề và tụi em prioritize được vấn đề mà tụi em cần nói sau đấy nên mới đến cái câu chuyện là solution đó thì 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 nói chung là mình luôn luôn bám vào cái logic để mình đi. Nhờ, nhưng mà nói tụi chung á là cái câu trả lời cho câu hỏi này á là chị nó là prepare và practice ha. Ờ, còn định hướng của từng dạng bài riêng thì nó cũng sẽ lại cần những cái từng dạng bài thì mình nên approach như thế nào thì cái đấy là uh, một thời gian tới chị sẽ có uh, đồng hành cùng với Normalize trên một cái course về business case ha. Thì nếu mà các bạn cần um, muốn học hoặc là có muốn còn dâu thì uh, trên những loại business case khác nhau approach như thế nào thì có thể mình sẽ gặp ở trong những cái buổi đó để mà mình có thể sharing với kỹ hơn rồi bây chị uh, nhanh chóng trả lời nốt những cái câu hỏi của mấy bạn ha uh... chị ơi nếu các phần strategy về HR finance phía sau mình mention là vì analysis như thế nên ra được strategy như này thì có sợ bị lặp nhiều quá không ạ à? làm sao để storytelling vừa tốt, lập luận thuyết phục nhưng không bị quá dài nhàm chán, lặp lại một vài ý quá nhiều ạ. Ok, thì... Uh, ok, good question. Thì thực ra là mình không có cần thiết phải là trong cái slide đấy mình phải đưa ra lại cái đây tờ đấy và nói lại là cái đây tờ đấy nó vì như thế nên là mình mới làm như thế. Và tụi em đi á, thì tụi em phải có một cái đoạn chốt chặn có nghĩa là uh, từ đầu mình mở bài đúng không về market và competition rồi mình đi đến câu chuyện là uh, thị trường như vậy nên là tôi nên đi theo cái hướng như thế này thì cái slide đó uh, nó là cái slide mà em phải làm cho người ta thấy là đây là một cái đoạn chốt chặn để mà mình tiếp tục uh, giải quyết những cái slide phía sau nó connect với cái slide chốt chặn đấy đúng không đó hoặc là tụi em sẽ nói ở cái slide chốt trạng đấy là ok vì 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 như vậy nên tôi sẽ đi theo strategy như này nên là HR thì tôi phải chấm chấm đúng không? Finance tôi nên chấm uh, chấm Hay là pricing tôi nên chấm chấm Đấy xong rồi tụi em đi flow là ok Product 2 chấm, uh, pricing 2 chấm Thì tụi em diễn giải lại lại thêm những cái đoạn mà detail hơn Trong những cái mà tụi em vừa nói Đúng không? Chị có thể recommend nguồn học để slide để flow storytelling tốt không ạ? À? Uh, chị nghĩ... Thực ra chị đi không không đi học slide để logic flowchick nhưng mà storytelling á thì chị nghĩ là nếu mà được thì tụi em nên enjoy uh, storytelling tốt đúng không? Thì là tụi em nên đọc mấy quyển sách liên quan đến uh, pyramid thinking á, nó có một cái quyển sách tên là như thế này. Ờ uh... ờ, uh, cái quyển sách chị vừa nhắn ấy Tụi em có thể đọc cái đấy để mà tụi em hiểu Cái logic mà mình nên theo cái story nó như thế nào um, Ok, giám khảo có put much emphasis on solution của mình không ạ Hay phần lớn sẽ on những analysis, logic, thinking flow trong một proposal ạ um, Thế này thì nó sẽ không phải one side fit all Nó cũng sẽ không phải là Tức là từng cái case thì nó sẽ có một cái contribution Criteria chấm khác nhau Nhưng mà chị nghĩ là phần lớn á Uh, khi mà chấm những cái cuộc thi mà các em ở cái level mới đang đi học á, thì chị nghĩ là cái solution nó cũng sẽ được um, ít prioritized hơn là câu chuyện về analysis đương nhiên nó sẽ phải là cả hai nhá nhưng mà nếu mà chấm trong những cái cuộc thi mà như chị đã từng cho ấy thì cái logic mà tụi em derive ra cái solution đấy nó sẽ quan trọng hơn còn những cái công cái cuộc thi mà nó liên quan đến solution nhiều ấy ví dụ như là không phải là data analysis mà là những cái cuộc thi liên quan đến marketing này nọ thì đương nhiên là họ sẽ muốn nghe những cái plan về mặt solution của tụi em nhiều hơn, creative nhiều hơn đúng không? Thì nó phụ thuộc vào những cái cuộc thi bản chất của cuộc thi để nó như thế nào nữa Case hành trình kinh doanh vừa rồi có similar to những công việc thực tế của chị SNMT đang làm hàng ngày không ạ? À? Uh, thực ra bây giờ chị không làm MT nữa uh, thì nếu em hỏi là cái business case của hành trình kinh doanh vừa rồi có thực tế không? thì um, chị nghĩ là nó sẽ even là còn broad hơn những cái việc mà hiện tại đang từng làm uh, vì sao? bởi vì là hiện tại nếu mà tụi em về công ty tụi em làm đúng không? tụi em sẽ phải làm một cái function cụ thể. tuy nhiên cái case hành chính kinh doanh vừa rồi chị đánh giá nó là một cái case nó rất là cần combination của rất là nhiều function khác nhau. nên là thực ra chị đánh giá là nó là một cái case nó khó và nó um, phù hợp cho những cái bạn mà làm gọi là master strategy thôi. ok mình nên tụ practice giải business case như thế nào ạ uh, chị hai cái cách mà mình tốt nhất để giải business case nha. thứ nhất là tụi em nên choi vào những cuộc thi bởi vì chị lớn nhiều nhất là thông qua các cuộc thi luôn nên là chị nghĩ là khi mà tụi em cùng làm với những các bạn cùng thi cuộc thi và được uh, đánh giá uh, được đánh giá bởi bác giám khảo tụi em sẽ feedback được feedback á, tụi em sẽ lớn rất là nhanh luôn uh, còn thứ hai nữa là practice uh, như thế nào thì thực ra là um, thực ra bây giờ có những cái platform uh, consulting case đó, mà tụi em có thể book những cái buổi mà catch up với những cái một một với những cái bạn mà đang đi làm consulting hoặc là đang làm về business case luôn, thì tụi em có thể book những cái buổi đó hoặc thậm chí nếu các bạn em có những cái bạn mà đã làm trong ngành đó thì các em nên làm như kiểu là peer với nhau để tụi em cùng giải business case nhưng mà chị nghĩ là một cách gọi là practical nhất thì tụi em nên cho một cái cuộc thi uh, rồi tụi em tự practice với nhau ha hơn ngoài lên một xíu em muốn hỏi để làm về CMI tốt theo chị cần những kiến thức kỹ năng thái độ như thế nào ạ uh, nói cái này thì chắc là các bạn sẽ bị sẽ bị uh, bất ngờ nha nhưng mà CMI tốt đó chị nghĩ cái đầu tiên á nó đương nhiên đó là câu chuyện về em phải em phải rất là logic critical đúng không bởi vì em phải làm việc cái dữ liệu rất là nhiều nhưng mà cái thứ hai nó là câu chuyện về storytelling uh, chị là các bạn Uh, hồi chị mới vào chị đi làm cái CMI này chị cũng khá là không nghĩ là cái chuyện storytelling nó cần phải quan trọng như thế tuy nhiên thì em nhận ra là làm CMI là em sẽ phải recommend những cái strategy nó rất là hạn đến nó rất là uh, gọi là uh, chiến lược đến những cái người rất là high level tức là hồi chị mới vào CMI thì chị làm chị chỉ là kiểu sinh viên mới ra trường thôi nhưng chị vẫn phải làm những strategy cho những cái người làm director đúng không vậy thì nó sẽ đến cái câu chuyện đấy là ok nó không phải là Um, mình cùng giải quyết đây tờ với nhau nữa mà nó là câu chuyện story tụi em phải làm thế nào để mà influence được những cái người đó đúng không cái story tụi em muốn tell nó phải relevant với họ và nó phải helpful cho họ đúng không thì uh, cái ngoài cái câu chuyện là critical thinking thì cái chuyện thứ hai đấy là storytelling nó rất là nó rất là quan trọng influencing á storytelling đó uh, kiến thức kiến thức thì chị nghĩ là Uh, cứ tham gia giải case nhiều thì sẽ làm CMI ok Kỹ năng thì như chị nói Đấy là về mặt critical thinking Logical thinking uh, Influencing Thái độ thì chị nghĩ là CMI Làm được CMI thì tụi em phải rất là um, um, Tức là biết lắng nghe Biết lắng nghe những cái voice của consumer về tụi em phải là uh, Đi sát với cả những cái tâm tư nguyện vọng của họ đúng không Phải biết lắng nghe họ này rồi biết lắng nghe stakeholder của mình Biết họ cần gì, business cần gì Để mình quay ra mình hỏi lại là consumer Họ có những cái need gì đúng không Tức khả năng cooperation Rồi cái thái độ về chuyện là biết lắng nghe, biết cầu thị Nó cũng quan trọng ở trong việc làm CMI Rồi, ok uh...